Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Vào năm 266 công nguyên, triều đình đại tấn 15 tháng 6, chủ mẫu thành gia cố tuyết nghi gặp mai phục tại đỉnh Trúc Tương Phi. Một tên thích khách kề giao lên cổ cố tuyết nghi dăn lời đe dọa không được cử động, tất cả đều không được qua đây. Thuộc hạ của cố tuyết nghi thấy vậy lo lắng nhưng không thể nào lao lên cứu người được, tên cướp to gan, còn không mau mau buông tay chịu chói. Cố Tuyết Nghi mặc dù cổ đang bị kề lưỡi dao sắc bén nhưng vẫn lên tiếng tra hỏi tên thích khách, hôm nay tập kích bất ngờ nhất định còn có người đứng phía sau chỉ đạo, nếu ngươi nói ra kẻ chủ mưu, ta sẽ suy xét tha cho ngươi một mạng. Tên thích khách không để những lời nói của Cố Tuyết Nghi lọt tai, coi thường vì đã khống chế được cô ấy, hắn cao mày. Người phụ nữ ngu xuẩn không nhìn rõ tình hình, ta có ngươi trong tay sợ gì không có đường sống chứ? Nói xong tên thích khách bắt đầu kề lưỡi dao sắc cổ cô hơn. Cố Tuyết Nghi nghe vậy buông lời châm chọc, ngu dốt không thể chấp nhận được, dứt lời cô liền dùng tay đánh mạnh tên khích khách dính đòn bị đẩy lui về phía sau dễ dàng thoát khỏi thế bị động cô rút châm cài tóc lập tức chém sực qua cổ của tên thích khách cô nghiêm mặt nói phí lời tên thích khách đau đớn kêu lên ực 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 hắn run lẩy bẩy bò lê trên mặt đất nói không ra lời ơ ờ, ơ ờ, khụ 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 cô tuyết nghi tiếp tục nắm đầu hắn khinh thường nói chẳng qua là vì muốn biết mục đích của người đứng sau lưng ngươi nên mới giả vờ để bị ngươi bắt giữ lúc ta đi theo cha và anh trai ở xa trường chinh chiến ngươi vẫn còn không biết mình đang ở nơi nào nữa sau đó cố tuyết nghi ra lệnh cho binh lính dẫn xuống đi tìm lang trung trị bệnh nhất định phải dùng cực hình tra khảo hắn nói ra hắn nhận chỉ đạo của ai binh lính đồng thanh đáp vâng phu nhân bất chợt cố tuyết nghi nghe thấy một giọng nói bí ẩn gọi tên mình cố tuyết nghi cô hoảng loạn ai đang gọi ta vừa dứt lời đầu cô bỗng trở nên choáng váng xảy ra chuyện gì đầu đầu đau quá đám binh thấy cố tuyết nghi vừa dây trước còn oai phong lẫy lừng dây sau lại ngã hụy xuống đất ai nấy đều không khỏi lo lắng phu nhân phu nhân ngất rồi mau gọi lang trung đến trong tiềm thức của cố tuyết nghi ta là cố tuyết nghi chủ mẫu của thành gia triều đình đại tấn không biết tại sao Ta lại xuyên không về trong một quyển sách, sau đó cô bừng tỉnh thì quay trở lại thực tại, Cố Tuyết Nghi đang ngồi vắt chéo chân trên ghế. Cô nói sau đó ta lại đến thế giới này, trở thành đại tiểu thư Cố Tuyết Nghi của tập đoàn Hân Nguyên. Bác sĩ sững sờ khi nghe câu chuyện của cô ấy, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng. Một hồi sau, bác sĩ vừa nói vừa lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán cũng có thể nói là, cô cảm thấy bản thân mình đã xuyên không tới đây, Cố Tuyết Nghi mặt buồn rầu, bắt đầu kể lể. Đúng vậy, hơn nữa là xuyên không vào trong một quyển sách, nhân vật này của tôi là một nữ phụ con nhà quyền quý bác sĩ đương nhiên là không thể nào tin vào chuyện hoang đường này vội vã ngắt lời cố tiểu thư chứng bệnh này của cô bao lâu rồi cô tuyết nghi nghiêng đầu nói hai ngày tôi đã đến thế giới này hai ngày rồi trong thời gian hai ngày nay tôi đã hiểu rõ tất cả về thế giới này nói xong cô bỗng trở nên kích động đứng bật dậy đặt hai tay lên bàn áp sát người về phía bác sĩ tôi biết ông là lang trung có thể giúp đỡ tôi tiếng chuông điện thoại của cố tuyết nghi bất ngờ gieo lên cắt ngang cuộc nói chuyện yêu cách em vượt qua tuyệt vọng yêu dáng vẻ bất khuất của em yêu bóng hình cô độc của em lướt qua nơi hẻm tối cô tuyết nghi bắt máy một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên làm cô sững sờ là yến phu nhân phải không tứ thiếu gia nhà bà và tam thiếu gia nhà họ giang đánh nhau đang ở đồn cảnh sát bà có thể đến đón người được không Cô tuyết nghi quay sang hỏi bác sĩ đồn cảnh sát là nha môn ở nơi này phải không nghe câu hỏi đó từ cô tuyết nghi bác sĩ càng chắc chắn hơn rằng cô ấy mắc chứng hoang tưởng chỉ đành bất lực gật đầu gượng cười cô tuyết nghi tức giận nói đường đường là anh em một nhà sao lại ở phố phường đánh nhau đến náo loạn phải bị bắt đến nha môn còn phải đích thân chủ mẫu đến đến người sau đó cô nhét điện thoại vào túi áo, nghĩ đến những lời nói qua điện thoại khi nãy, thật sự quá hoang đường. Trong lúc đó, bác sĩ đang lật tìm thuốc hoang tưởng cho Cố Tuyết Nghi, khi đã tìm được, ông quay đầu lại nói Cố tiểu thư, dựa vào chứng bệnh của cô, trước tiên tôi sẽ giúp cô kê thuốc uống một tuần, không thấy có lời phản hồi, ông liền gọi thêm một lần nữa Cố Tuyết Nghi. Cô ấy đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ nhìn xuống, bác sĩ liền hốt hoảng, nghĩ cô nghĩ quẩn, "Cố, Cố tiểu thư, xin cô đừng nghĩ tới việc rời khỏi bằng cách đó." Nghe thấy vậy, Cố Tuyết Nghi quay mặt lại về phía bác sĩ, cô chắn nản nói xem ra ông vẫn không tin những gì tôi nói vậy tôi chỉ có thể dứt lời cô liền không nghĩ ngợi nhảy ra khỏi cửa sổ cô vừa rơi tự do xuống mặt đất vừa nói vọng lên đổi một vị lang chung khác thôi bác sĩ đứng trên nhìn xuống hốt hoảng tái xanh mặt ông hoang mang đây đây rốt cuộc là chuyện gì vậy trời cố tuyết nghi bước đi trên đường phố xung quanh cô đầy những thứ mới lạ xe hơi học sinh điện thoại và những thứ khác nữa cô trầm mặc nghĩ đây là một thế giới xa lạ hoàn toàn mới mình đã trở thành một người xa lạ cùng họ cùng tên mặc dù xuyên không thành người xa lạ nhưng cô vẫn có đầy đủ những ký ức của cố tuyết nghi nơi này Cô Tuyết Nhi của thế giới này là đại tiểu thư của tập đoàn Hân Nguyên, sắc láo ngang ngược, lúc 24 tuổi đã nhất kiến trung tình với tổng tài của Yến thị Yến Triều. Cô đã thành công quyến rũ Yến Triều để được lên giường cùng anh, sau đó sắp xếp phóng viên lao vào bắt gặp đăng tin, Yến Triều thấy vậy thì liền hiểu ra luôn mình đã bị gài, vội vàng mặc lại quần áo bỏ đi, để lại Cố Tuyết Nhi một mình ở lại, vì bị dư luận bắt gặp ngay tại trận thế nên Yến Triều đành phải lấy Cố Tuyết Nhi về làm vợ. Sau này, mặc dù đã được trở thành phu nhân Yến gia như cô mong muốn, nhưng ở nơi này, cô lại không có chút quyền lực gì cả, trong gia tộc cá lớn nút cá bé này đến người ở cũng có thể coi thường nhục mạ cô đến một ngày yến chiều đột nhiên mất tích thế lực nhiều phía ngay lúc này đã ảo ảo nhìn về vào nhà họ yến loạn trong giặc ngoài bất chợt một tin nhắn hiện lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cố tuyết nghi yến phu nhân bà đang ở đâu việc của tứ thiếu gia thật sự chúng tôi không xử lý được là tin nhắn của người gọi điện trước đó cố tuyết nghi bắt đầu tưởng tượng ra sự đáng sợ của tứ thiếu gia nhà họ yến không xử lý được tên yến tứ này lẽ nào là một tên hỗn thế ma vương hay sao sau đó cô lại nghĩ đến mình khi vẫn còn là chủ mẫu mình đã quản lý thành ra hơn 10 năm huynh đệ ở thành thị của ta đều có thể thảo phạt triều đình võ công có thể ngang dọc xa trường đều dùng cả đời phục vụ triều đình rồi cô nghĩ đến cuộc sống ở hiện tại anh em hào môn này sao có thể vô dụng như vậy chứ cô đột nhiên dừng bước nếu đã không thể về được vậy trước tiên mình phải sống tốt đã Tiện thể giáo dục chính đạo cho những thứ không ra gì ở gia đình này sau đó vì không biết đường ở đây nên cô liền gọi tài xế đưa mình đến sở cảnh sát một lúc sau chiếc xe đã đến nơi tài xế cười nói tiểu thư đến đồn cảnh sát rồi nghe tiếng gọi của tài xế cô vẫn ngồi im một hồi rồi hỏi mượn thắt lưng của ông thấy tiểu thư hỏi mượn như vậy tài xế vô cùng ngỡ ngàng không chắc chắn hỏi lại tiểu thư sau khi mượn xong cố tuyết Nghi bước ra khỏi xe với dây thắt lưng trên tay đầy khí thế bước vào sở cảnh sát trong đồn cảnh sát yến bách đang ngồi nhễu nghệ hai chân đặt cả lên bàn cố tuyết Nghi từ từ tiến lại gần gọi thẳng họ tên yến gia bách yến bách thấy chị dâu mềm yếu cam chịu sự sỉ nhục hàng ngày nay lại đến đây với phong thái hoàn toàn khác không khỏi bất ngờ cố tuyết nghi ồ cô đến đây làm gì nhận được tin báo từ đồn cảnh sát thế thì cũng nên để thư ký của anh tôi đến đây giải quyết chứ, mắc mớ gì đến chị đâu. Vì tôi là chị dâu của cậu, nói đi mọi chuyện là như thế nào, cô gái này lại đang giở trò gì thế này, rõ ràng trước đây cô ta rất cuồng loạn quá khích mà. Cô Tuyết Nhi rằng giọng nhìn Yến Bách, nói mau, chị tưởng tôi sẽ nói cho chị biết chắc, cô Tuyết Nhi vung mạnh dây thất lưng xuống đất, tôi nghĩ là cậu sẽ nói đấy. Yến Bách trông thấy chị dâu bước đến với phong thái khác hoàn toàn, tay lại cầm theo chiếc thắt lưng, không khỏi bất ngờ mà pha chút hoảng loạn. Cô Tuyết Nhi, cô muốn làm gì, cái gì vậy, Dầm, tiếng cửa phòng bị đạp vang lên, là Giang Tịnh, hắn ta bước vào với vẻ mặt khinh thường chế diễu. Sao vậy Yến Văn Bách, đánh người không lại, phải mách người lớn hả? Hắn lại tiếp tục chọc ngoáy, đáng tiếc ghê, anh trai cậu mất tích rồi. Sống chết còn chưa biết mà, Yến Bách nghe vậy không khỏi tức giận, nắm tay thành quyền đe dọa, Giang Tịnh, mày muốn chết hả? Có muốn tao đấm vào mặt mày vài cái nữa không, để tất cả mọi người thấy phong cách của tam thiếu nhà họ Giang, Giang Tịnh nhíu mày thách thức, đến đây, mày có bản lĩnh thì đánh tao này, hắn sải bước tiến vào phòng lại càng thêm ngả ngớn ở đây khắp nơi đều là cảnh sát may dám loảng xoảng có vẻ như cố tuyết nghi vừa chạm vào thứ gì đó đồng thời âm thanh ấy cũng khiến giang tịnh nhận ra rằng trong phòng còn có thêm người khác cất tiếng hỏi ai thứ gì vậy cố tuyết nghi mặt không biến sắc đáp lại cố tuyết nghi chị dâu của cậu ấy giang tịnh lên mặt cao ngạo hỏi chị dâu là ai cũng được cô biết tôi là ai không cố tuyết nghi suy nghĩ một lát giang tịnh tam thiếu gia nhà họ giang biết cậu trong lúc ở trường đánh đập tàn nhẫn rất nhiều giáo viên và học sinh đến đồn cảnh sát không những không biết bớt phóng túng mà còn gây hấn cô tiến đến dùng lời nói của mình đe dọa giang tịnh khiến cho hắn tối sầm mặt mày mà lùi về đằng sau cố tuyết nghi lại tiếp tục cậu thử nhìn xem ở trong đồn cảnh sát này ra tay ai có thể bị bọn họ bắt đi chứ cô nhẹ nhàng nâng chiếc thắt lưng lên tôi đến đây cũng là thay nhà họ giang đón cậu ra ngoài nếu như làm lớn chuyện này đối với hai nhà chúng ta đều không tốt hoặc là nói giang thiếu không được để sự việc trở nên không thể xử lý chứ giang tịnh lùi lại cùng với yến bách hai người ngương ngác nhìn nhau đến đây cố tuyết nghi quay người tiến ra khỏi phòng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hai vị thiếu gia có đi hay không tôi cũng không để ý các cậu ở lại đây nhưng chắc phóng viên nghe tin sẽ nhanh chóng đến đây thôi rồi sẽ lên tin tức đầu trang ngày mai giang tịnh lúc này đã mất hết vẻ ngạo nghễ ban đầu nuốt nước bọt cái ực đi theo ra khỏi đồn cảnh sát ba người di chuyển đến chiếc xe mà cố tuyết nghi đã chuẩn bị từ trước nhưng yến bách dường như không có ý định lên xe cô thấy vậy liền thắc mắc cậu đi đâu vậy yến bách với vẻ bất cần đáp việc tiếp theo không cần cô lo cô tuyết nghi trông thấy dáng vẻ này của cậu liền không khỏi hồi tưởng đến bản thân trong quá khứ khi cô còn là một chủ mẫu nghĩ lại lúc mình ở thành gia trẻ tuổi như vậy mà đã ra chiến trường nhưng mà tính cách tên tiểu tử này phải giáo huấn thật tốt cô tuyết nghi cũng không tiếp tục để tâm quay sang hỏi giang tịnh mời giang tam thiếu cũng đến nhà họ yến một chuyến giang tịnh nghe vậy liền nhếch mép có vẻ vẫn không coi ai ra gì khẳng khái đáp sao vậy muốn xin lỗi tôi hả đi thì đi tiếp đó giang tịnh mở cửa sau tiến vào theo sau là cố tuyết nghi cùng với ánh mắt thâm trầm hai người cùng nhau ngồi vào hàng ghế sau không yên tâm khi để cố tuyết nghi một thân một mình đi cùng với giang tịnh bịch tiếng đóng cửa xe vang lên cùng theo đó là sự xuất hiện của yến bách người khi nãy không có ý định lên xe cố tuyết nghi không nhanh không chậm hỏi sao cậu lại trở lại rồi yến bách khó chịu đáp lại cô sợ nhà họ giang như vậy sao còn muốn mời hắn đến xin lỗi mới yên lòng hả tôi phải đi theo cô không thể để cô làm mất mặt nhà họ Yến. Cô Tuyết Nghi thoáng có nét cười, đúng là cậu phải đi theo, đồng thời ra lệnh, lái xe. Xe đang di chuyển, bỗng dưng tầm mắt của Yến Bách hướng tới chiếc gương chiếu hậu, trong gương là hình ảnh Giang Tịnh, vẫn là gương mặt khó ưa ấy như muốn nói rằng, mày nhìn cái gì mà nhìn. Tầm mắt của Yến Bách tiếp tục di chuyển đến đôi chân trắng phát sáng của Cố Tuyết Nghi. Không thể ngừng chú ý đến đôi chân ấy, lại càng không muốn tên tiểu tử Giang Tịnh được nhìn thấy chúng, Yến Bách cau mày, yêu cầu dừng xe. Két, ngay lập tức, chiếc xe theo mệnh lệnh của cậu, dừng lại. Yến Bách xuống xe, đến bên ghế ngồi của Cố Tuyết Nhi, mở cửa nói, cô ra phía trước ngồi đi. Cô Yến Nhi lãnh đạm, không thèm nhìn lấy cậu ta, chỉnh đốn, đây là thái độ của cậu nói chuyện với tôi đó hả? Yến Bạch trong giây phút, bối rối, rồi cũng nhanh chóng chỉnh lại lời nói, mời, chị dâu ngồi ở phía trước. Sau khi đổi chỗ, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, trong xe, Giang Tịnh thắc mắc, Yến Văn Bách, mày làm cái gì vậy? Bọn tao đang ngồi yên ổn rồi, mày đổi chỗ để làm gì? yến bách một mạch quay mặt về phía cửa sổ không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái khó chịu đáp lại nói thừa có tin tao lấy đầu mày nhét xuống bánh xe không giang tịnh nhận được câu trả lời khó nghe như vậy không khỏi nổi cọc chẳng còn muốn hỏi đáp gì sất hai người họ mỗi người một bên quay người về phía đối phương cô tuyết nghi nãy giờ chỉ nhìn từ trong gương quan sát cũng chẳng nói chẳng rằng chuyển cảnh đến dinh thự nhà họ yến chiếc xe vừa tiến đến cửa dinh thự đã xuất hiện hai gia nhân đứng chờ đón tiếp bọn họ tư thiếu gia cậu trở về rồi Tiếp đó một nữ gia nhân nhanh nhỏ, vẻ mặt nghiêm trọng, tiến đến trước Cố Tuyết Nghi, báo cáo: "Phu nhân, cô đã đi đâu vậy? Cô tưởng đến rồi, cô mau chóng vào xem đi." Không cần đợi đến lúc cô vào nhà, cô tưởng trong lời nói của nữ gia nhân kia đã xuất hiện, giơ tay chào với vẻ mặt không mấy thiện hiếu: "Yến phu nhân, cuối cùng cô cũng chịu gặp tôi rồi. Tôi còn tưởng rằng cô định trốn tôi cả đời không gặp chứ." Cô ả lên giọng chất vấn. Bất ngờ sau đó, ả lại nắm lấy tay cô, ra vẻ đáng thương mà nói: "Yến phu nhân, Tôi không muốn cướp mất vị trí của cô, tôi chỉ muốn vì đứa trẻ trong bụng mà có một ý kiến. Cô Tuyết Nghi bấy giờ mới ngờ ngợ, người trước mặt này là Tưởng Mộng. Trong ký ức có nguyên chủ, Tưởng Mộng là một minh tinh nhỏ tuyến ba, tự xưng là tình nhân của Yến Triều, mang thai đứa con của anh ta. Tiềm thức cô hiện lên hình ảnh Tưởng Mộng mặt mày cao có, đứng trước phòng cô đập cửa, mở cửa. Mau mở cửa, đừng trốn ở trong. Cô bắt buộc phải cho tôi một ý kiến. Nguyên chủ lúc ấy ngồi sóng xoài trên sàn nhà, cùng với đó là rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ giải rác trên sàn lời nói mang theo đầy phẫn uất đáp đừng gõ nữa phiền chết được các người đều ức hiếp tôi đều ức hiếp tôi cắt đứt dòng hồi tưởng cố tuyết nghi liền hất tay đối phương ra lạnh lùng lướt qua cô à việc của cô cũng không xứng đáng nhắc ở đây đứng ở đó mà từ từ đợi đi hành động của cô làm cho tưởng mộng thất kinh không nói nên lời ấp úng cái gì cô cô yến bách theo sau cũng thuận thế châm chọc cửa lớn nhà họ yến bây giờ thể loại gì cũng có thể vào được sao? Hành động này của Yến Bách chính là đang đánh dấu chủ quyền, không công nhận đứa con trong bụng của tưởng mộng mang dòng máu họ Yến. Lại càng khinh bỉ người đàn bà này vô liêm sỉ, không có quyền được bén mảng vào nhà họ Yến. Giang tịnh lúc này cũng quay sang diễu cợt, tôi đã xem qua quảng cáo nội y của cô rồi, chụp không tệ nha. Tưởng mộng nhận được sự khinh bỉ của ba người họ, cũng nhận ra khí thế áp bức khác hẳn của cố tuyết nghi so với ngày trước. Điều này làm ả à run sợ, mặt mũi tối sầm mà cắn móng tay tiến vào bên trong dinh thự nhà họ yến cô tuyết nghi đứng trên cầu thang nhìn xuống hai vị thiếu gia vẫn đang chậm chạp sải bước cô cao giọng còn dê già ở đó làm gì lên lầu cả hai nghe theo lời cố tuyết nghi lên đến lầu giang tịnh lúc bấy giờ vẫn hớn hở nghĩ rằng mình được đưa đến nhà họ yến là để hai chị em nhà họ xin lỗi hắn ta còn tỏ vẻ thân thiết khoác vai yến bách thành thật khuyên nhủ yến văn bách đừng nghiêm khắc như vậy nếu như mày và chị dâu mày có thái độ xin lỗi thành khẩn tao có thể suy nghĩ lại việc hôm nay sẽ không tính toán với mày lời của giang tịnh vừa dứt một tiếng bốp vang lên chiếc thắt lưng của cô tuyết nghi ban nãy giờ đã được sử dụng cô đập mạnh nó xuống sàn hành động này khiến tam thiếu gia nhà họ giang không khỏi bất ngờ cô tuyết nghi dùng đôi mắt sắc như dao của mình liếc nhìn giang tịnh giang thiếu gia nếu như nhà họ giang đã không quản giáo cậu vậy hôm nay tôi chịu cực một chút giáo huấn cậu thế nào là lễ phép thế nào là quy tắc nói xong chiếc thắt lưng liền được phát huy công dụng vụt tiếng thắt lưng vừa va chạm với cánh tay của vị thiếu gia họ giang vang lên có vẻ như đòn đánh vừa rồi là không hề nhẹ mặt mũi giang tịnh nhắm chặt lại hắn ta bàng hoàng dường như không tin vào những gì vừa xảy ra cô tuyết nghi cô dám đánh tôi sao giang tịnh sau khi bị đánh tức tối lớn giọng cô có biết anh tôi là ai không cô tuyết nghi vẻ mặt không một chút bận tâm lo lắng trước gia thế của giang tịnh cô tiếp tục tung thắt lưng quật vào người cậu ta bốp giang tịnh thấy đe dọa không được đành phải cầu xin đừng đánh nữa đừng đánh nữa đau lắm đó đau đau yến Gia bách đứng ngoài hành lang nghe tiếng kêu thảm của Giang Tịnh mà ngơ ngác luôn. Lẽ nào, đây không phải là lý do chị ấy đưa Giang Tịnh về nhà chứ, vì để dễ ra tay đánh người sao? Trong phòng, Giang Tịnh quyết định sẽ không nhịn nhục nữa, anh Yến răng canh kết, không quan tâm nữa rồi hôm hay lão tử phải đánh phụ nữ thôi. Nói xong, anh liền đưa tay lên, đấm thẳng một phát về phía cố tuyết nghi. Thân là chủ mẫu vì thế đối với cô cố, Giang Tịnh chả khác nào con bọ cả, cô liền bắt được ngay cú đấm của Giang Tịnh. Không những thế cô còn dễ dàng vặn tay Giang Tịnh về phía sau, làm anh ta khóc thách, đau đau đau. Đừng đánh nữa tôi phải vào viện rồi, Yến phu nhân. Giang tịnh cố ngoái đầu lại cố. Chị cố, chị cố. Không phải, chị dâu, em cũng kêu chị là chị dâu được rồi chứ. Cô Tuyết Nghi tiếp tục dân đe nếu cậu còn đánh tôi, tôi sẽ. Cậu muốn nói với người lớn ư. Càng nói cố Tuyết Nghi càng giật tay Giang tịnh về phía sau mạnh hơn. Giang tịnh không tài nào chịu nổi nữa đành phải nói tôi xin lỗi. Chị dâu tôi xin lỗi là được rồi chứ gì. Nghe được câu xin lỗi từ mùm thiếu gia láo xược cuối cùng cố tuyết nghi đã buông tay cậu ta ra giang tịnh ngã khuỵ xuống đất thái độ bắt đầu thay đổi 180 độ tỷ biết rồi đột nhiên anh cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm anh vô thức quay mặt về phía sau đợi đã em em xin lỗi thế nào là cố tuyết nghi cô thấy giang tịnh vẫn chứng nào tật đấy liên tiến gần lại định dạy cho cậu ta một bài học nữa giang tịnh thấy thế thì vội vã ôm đầu biện minh không không phải em không phải không biết hối cải em chỉ là chỉ là thật sự không có kinh nghiệm xin lỗi mà. Chị, chị gợi ý chút đi. Cũng phải, đường đường là thiếu gia nhà họ Giang, nào đã phải xin lỗi ai bao giờ chứ. Cố Tuyết Nghi nghiêm mặt, nghĩ xem hôm nay cậu đã nói những lời gì. Giang tịnh lúc bấy giờ mới biết sợ, vội nghiêm chỉnh, cúi đầu nghiêm trang, xin lỗi, em không nên mạo phạm Yến Tổng, không nên mạo phạm chị, em nhất định thay đổi, xin chị tin em. Yến Gia Bách thấy con người lúc nào cũng tỏ ra oai phong nay lại phải cúi đầu trước chị dâu mình, anh không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cố tuyết nghi nói tiếp còn cậu ấy cậu cũng phải xin lỗi yến gia bách giang tịnh nghe xong liền quay ngay lại nhìn về phía yến gia bách yến gia bách khuôn mặt đờ đẫn lại sửng sốt hả giang tịnh oan ức quay lại trình bày với cố tuyết nghi cậu ấy cũng đánh em mà em còn phải xin lỗi cậu ấy nữa hả cố tuyết nghi thấy giang tịnh không chịu làm theo bèn lấy ngay dây thắt lưng lúc nãy cầm lên đe dọa có xin lỗi hay không tôi không có sự nhẫn nại đâu giang tịnh mau chóng hoảng loạn xin lỗi em xin lỗi em phải lễ phép sau đó, anh tiến lại gần Yến Gia Bách, "Tư Yến, xin lỗi, tôi không nên đánh nhau với cậu. Lần sau tổ chức yến tiệc, tôi sẽ không đề cập đến nhà họ Yến nữa." Yến Gia Bách tặc lưỡi, quay mặt đi hừ, "Căn bản tôi cũng không để ý cậu có xin lỗi hay không." Xin lỗi xong, Giang Tịnh tay xoa đầu, gượng cười, "Em có thể đi rồi chứ?" "Cậu đi đi." Nghe thấy sự cho phép của Yến phu nhân, Giang Tịnh bước đi từng bước chân tập tễnh xuống cầu thang. Bỏ lại Yến Gia Bách đằng sau với nhiều hoài nghi, "Chị ấy làm vậy, là vì ra mặt cho mình sao?" sao mình lại cảm thấy có chút kỳ lạ không diễn tả được yến gia bách đang tiếp tục suy nghĩ thì đòn roi của cố tuyết nhi bất ngờ đánh đến ngắt ngang đoạn suy nghĩ của anh anh lớn tiếng a à, cố tuyết nhi chị làm gì vậy cố tuyết nghi gương mặt nghiêm túc đáp tôi đánh cậu ấy vì cậu ấy bắt nạt cậu lời nói không tôn trọng nhà họ yến tôi đánh cậu vì cậu thân là thành gia nói đến đây cố tuyết nhi bỗng dừng lại cô nhận ra mình đã dùng tiếng cổ đại để nói bèn sửa lại luôn con trai nhà họ yến lại chọn phương thức đánh nhau thấp kém như vậy để giải quyết rắc rối một chút cũng không quan tâm đến mặt mũi của nhà họ yến cô tuyết nghi buông những lời mỉa mai chọn rồi cũng thôi đi mà còn đánh thua nữa yến ra bách thấy chị dâu nói vậy gượng mặt chị cô tuyết nghi không quan tâm vứt thắt lưng xuống đất đi thẳng yến ra bách hỏi vọng theo chị không đánh nữa sao cô tuyết nghi vừa đi vừa nói ừm không đánh nữa đánh người ngoài cần phải dùng roi vọt mới có thể đạt được hiệu quả kinh sợ người nhà mình không giống vậy nghe câu nói đó của cố tuyết nhi những lời định nói của yến gia bách đến miệng rồi bỗng nhiên lại sững lại không thể nói được chị ấy nói người nhà mình thì sao cố tuyết nhi bước xuống cầu thang ra lệnh gọi bác sĩ xuống đây cô hầu gái nhanh chóng ơ ờ, ơ tôi sẽ đi gọi ngay tưởng mộng không biết đã vào được nhà từ lúc nào chứng kiến tất cả cô ngỡ ngàng cố tuyết nhi yếu đuối thường ngày nay lại trở nên mạnh mẽ như vậy cô vội vã rời đi ngay cái đó yến phu nhân hôm nay cơ thể tôi có chút không khỏe ngày khác sẽ đến ra đến ngoài sân, tưởng mộng vẫn không khỏi bất ngờ. Điên rồi điên rồi người phụ nữ đó sao chẳng giống bình thường chút nào. Mình phải nhanh chóng đi nói với anh ấy. Sau đó cô liền vào xe đóng bịch cửa lại, lái đi. Đầu dây bên kia vang lên sự việc không được thuận lợi lắm, tưởng mộng hỏi lại, luôn không phải anh nói gần đây, phải ít gọi điện thoại cho anh sao. Là tàu ra diệp gọi đến, anh nói cho em biết Giản Sương Minh là bạn thân của Yến Triều, Yến Triều mất tích cậu ta nhất định sẽ trở về. Giản Nhuế nhất định cũng sẽ trở về cùng cậu ta. Tưởng Mộng lo lắng làm sao bây giờ nhà họ giản hô mưa gọi gió ở dưới giải trí. Nếu như để vợ anh giản nhuế biết được em có thai đứa con của anh, nhất định cô ta sẽ phong sát em, không là giết chết em. Mộng Tưởng đang đi bỗng dừng lại, Tào Gia Diệp bên kia lại nói tiếp, ngược lại nếu mình không giữ đứa trẻ này, một đồng tiền cũng đừng mong có được. Tưởng Mộng rơi vào thế khó, sợ hãi, em chỉ lo lắng đứa trẻ này gán cho nhà họ Yến thật sự không có vấn đề gì chứ. Hóa ra là Tưởng Mộng cùng với Tào Gia Diệp nhân lúc Yến chiều mất tích, lợi dụng tin đồn rác, muốn dùng đứa trẻ không có một chút huyết thống gì với nhà họ Yến này để vụ lợi cho bản thân. Tưởng mộng gục xuống vô lăng, nếu như, nếu như Yến Triều còn sống trở về, thì kết cục của mình còn thảm hơn đắc tội với giả nhuế. Tào Gia Diệp ở bên kia bắt đầu trấn an, Yến Triều mất tích ở châu Phi, nơi đó đang bùng phát dịch bệnh lan rộng. Cậu ta không có khả năng sống sót đâu. Biết rõ từng chi tiết như vậy, dường như Yến Triều mất tích là do có liên quan đến hai người này. Yến Gia Bách ngồi trên ghế, bác sĩ đang chữa trị vết thương cho anh. Bỗng nhiên anh nghĩ ra một thứ gì đó, anh quay sang hầu gái bên cạnh hỏi, người phụ nữ hôm nay đến đây, chính là người phụ nữ ở khách sạn với anh trai tôi, bị paparazzi tung tin đúng không? Hầu gái đành cúi đầu đáp đúng. Yến Gia Bách gương mặt liền trở nên khó hiểu, anh trai tôi đã mất tích nửa tháng nay rồi, vụ tai tiếng không có thật đó, đã là chuyện của ba tháng trước rồi. Bây giờ cô ta còn chạy đến cửa làm gì chứ? Chợt bác sĩ mang lọ sát khuẩn đến gần, gượng cười, cắt ngang bầu suy nghĩ của anh. Từ thiếu gia, Yến phu nhân can dặn, những vết thương do bị đánh bằng roi cũng phải xử lý nghe thấy là lệnh của cố tuyết nghi yến gia bách đành phải nghe theo anh vừa cởi áo ra để lộ thân hình vạm vỡ của mình vừa nghiêng mặt cố cố tuyết nghi đâu hầu gái mỉm cười phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi rồi còn bảo bọn tôi không được làm phiền cô ấy tại phòng riêng của cố tuyết nghi sau khi tắm rửa cô đang lau tay trước bàn thì bị chú ý bởi tấm hình đặt trên bàn yến triều yến triều trong hình có một gương mặt điển trai khoác lên mình bộ vest lịch lãm cố tuyết nghi tự nhủ đã dính máu đây là người đàn ông không dễ đụng vào. Rất khó để tưởng tượng ra, người đàn ông như vậy lại dễ dàng đồng ý kết hôn với nữ thứ vì xác thịt này. Nhìn thấy hình ảnh của Yến Triều, đã làm Cố Tuyết Nghi nhớ đến nội dung sau đó của cuốn sách, dựa vào tiến triển trong sách, anh ấy sẽ gặp được nữ chính ngọt ngào nhỏ nhắn, sau đó nhanh chóng yêu nhau. Lúc Yến Triều quay về sẽ dẫn cô ấy về nhà, tiện thể sẽ ly hôn với mình. Cố Tuyết Nghi đang cầm ảnh của Yến Triều lên thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài cửa, reng 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 nữ hầu nghe điện thoại thì hốt hoảng tứ thiếu gia điện thoại của giang tiên sinh yến gia bách tay ôm vết thương cau mày nghĩ giang tịnh cái tên bệnh thần kinh này thật sự đã mách người lớn sao sau đó yến gia bách tiến lại gần nhấc điện thoại alo đầu dây bên kia vang lên yến tứ thiếu gia phiền anh đưa điện thoại cho yến phu nhân yến gia bách không muốn làm phiền đến chị dâu mình bèn không làm theo lời của người kia nói mà nói lại luôn giang tiên sinh tìm chị ấy có việc gì không nếu như là việc của giang tịnh thì tìm tôi là được rồi đầu dây bên kia tiếp tục nói cậu không làm được đâu. Yến Gia Bách bị chọc giận, lớn tiếng miệng răng tịnh nói láo, lại dám bịa đặt về anh trai tôi, cho nên tôi với cậu ấy mới đánh nhau. Đầu dây bên kia nhanh chóng ngắt lời. Yến Tứ đột nhiên Cố Tuyết Nhi đi tới, tay đưa ra với tới điện thoại. Yến Gia Bách thấy thì không khỏi bất ngờ. Cố Tuyết Nhi nói đưa điện thoại cho chị. Yến Gia Bách không muốn mình lại gây phiền phức, vội rằng lại chiếc điện thoại. Em tự xử lý là được rồi. Cố Tuyết Nhi vẫn bình tĩnh đưa tay ra, em không xử lý được đâu sau đó cô liền đưa tay tới một tay giữ lấy tay của yến gia bách một tay cầm lấy chiếc điện thoại yến gia bách thấy vậy thì bỗng trở nên ngại ngùng trở nên im lặng cô tuyết nhi đưa điện thoại lên tay dõng rạc nói tôi là cố tuyết nhi đây nói đi giang tiên sinh tay cầm điếu thuốc ngồi chễm trệ trên ghế yến phu nhân tôi gọi là vì chuyện của giang tịnh nói rõ ra là vì mặt mũi của nhà họ giang đã bị nhém xuống đất tôi không thể không ra khỏi cửa đến thăm viếng một chút không nhiều lời yến phu nhân đáp lại luôn được tôi kính cẩn chờ đợi dứt lời cô liền tắt máy Việc đó đã khiến cho Giang Tiên Sinh không ngờ đến, Cố Tuyết Nghi lại không có vẻ sợ hãi như những gì anh phỏng đoán. Thư ký bên cạnh thấy Giang Tiên Sinh bất động, liền lên tiếng, "Giang tổng, ngài thật sự phải đến nhà họ Yến thăm viếng sao?" Giang Tiên Sinh dùng tay gạt đi tàn thuốc, "Ba giờ trưa nay tôi phải đi một chuyến đến nhà họ Yến." Sau đó anh đưa tay lên cầm, dường như đến vì chuyện của Giang Tịnh chỉ là phụ, Yến tổng bạc âm vô tính, cũng đúng lúc phải đến nhà họ Yến xem xem thế nào. Tại Yến gia, Yến gia Bách thấy chị mình nói sẽ đợi Giang Tiên Sinh đến, anh lo lắng, vô thức cầm lấy tay của cố tuyết nhi tại sao chị phải bắt điện thoại chị không sợ hắn tìm chị gây phiền phức sao cố tuyết Nghi từ từ đẩy tay ra cho nên cậu mới nghĩ thay chị ôm đồng hả sau đó cô nhẹ nhàng nói xem ra roi ra đó cũng không vô dụng nha có ý thức tôn ti trật tự người lớn kẻ nhỏ hiểu được phải bảo vệ người trong nhà là rất tốt nhưng có một vài chuyện trẻ con gánh không nổi đâu phải để người lớn gánh vác yến ra bách ngại ngùng ai ai là trẻ con ai là người lớn anh quay người lẩm bẩm chị cũng mới hai mươi mấy tuổi mà Cô Tuyết Nhi quay người đi luôn. Ăn sáng chưa? Yến Gia Bách trả lời chưa ăn. Sau đó cả hai đi ăn sáng. Cô Tuyết Nghi điềm đạm đưa tách trà lên miệng từ từ nói: Chị đánh cậu ấy đương nhiên đã nghĩ đến hậu quả rồi. Đó cũng là lần sau lúc em gặp phiền phức sẽ có nguyên tắc xử lý. Yến Gia Bách kể Lễ Giang Nhị là người nắm quyền hiện giờ của Giang Thị. Anh ta xuất hiện xử lý việc nhỏ như vậy, chị có biết ý nghĩa là gì không? Cô Tuyết Nghi đoán được ngay ý nghĩa là anh ta đối với việc mất tích của Yến Triều rất có hứng thú yến gia bách nói tiếp chị không lo anh ta nhân cơ hội anh trai không có ở đây sẽ đối phó với nhà họ yến sao cô tuyết nghi khẽ nhìn anh trai em rất lợi hại nhưng anh ấy cũng không phải là thần vận hành của yến thị đang nắm số một ở trên thương trường cũng không phải nhờ dựa vào một mình anh ấy mà có được nếu như anh trai em có đủ ý thức về sự nguy hiểm anh ấy sẽ bồi dưỡng một đội ngũ hùng mạnh để bảo vệ yến thị trong thời gian ngắn sau khi anh ấy rời đi vẫn có thể vận hành bình thường nữ hầu mang đĩa trái cây ra ngay sau đó cô tuyết nghi từ tốn lau miệng cho nên những việc này không cần chúng ta phải đi lo lắng nghe thấy tiếng xe cô tuyết nhi bỗng trở nên khí thế giang nhị đến cửa rồi thật đúng lúc một nữ hầu vội chạy lại báo cáo phu nhân nhị thiếu gia giang ra đến rồi cô tuyết nhi tay cầm đĩa trái cây vừa được mang ra vừa cho lên miệng một quả món này rất ngon rửa thêm một đĩa nữa giang tiên sinh cùng thư ký bước vào yến phu nhân cô tuyết nhi nhanh chóng giả vờ đang ngồi đọc sách còn yến ra bách bên cạnh chỉ biết ngồi bất động thoát mồ hôi hột giang tiên sinh ngồi xuống Cô Tuyết Nghi lịch sự hỏi, Giang Tiên Sinh đến đây có phải vì giận chuyện của Giang Tịnh không? Giang Tiên Sinh đưa tay lên cầm trầm mặc suy nghĩ, Trung Quy vẫn đưa ra cách nói này. Sau đó anh hững hờ đáp người nhà họ Giang chúng tôi bị đánh ở nhà họ Yến các cô sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Cô Tuyết Nghi khuôn mặt nghiêm nghị hỏi Giang Nhị, vậy người nhà họ Giang các anh đánh người nhà họ Yến chúng tôi thì phải làm sao? Giang Nhị tay chống cầm hỏi ngược lại cố Tuyết Nghi, vậy Yến phu nhân nghĩ phải làm như thế nào đây? Cô hiển nhiên mà đáp, lấy đạo người chị trên thân người cho nên tôi mới đánh cậu ấy. Sau đó cô giơ tay gọi Yến Văn Bách lại, cậu ngoan ngoãn xích lại gần cô. Cô Tuyết Nhi vén tóc mái của cậu lên, lộ ra một vết thương ở trên trán, rồi cô nghiêm nghị nói với Giang Nhị, Giang tiên sinh, đây chính là vết tích do em trai anh gây ra, lẽ nào chỉ cho người nhà họ Giang các anh, ức hiếp người nhà họ Yến chúng tôi thôi sao? Giang Nhị gác chân tư thế thoải mái đáp, nếu là như vậy cũng chỉ là những đứa trẻ đánh nhau vì chuyện riêng tư, hà tất phải đến mức người lớn ra tay. Cô Tuyết Nghi khoanh tay đáp lại, tôi đánh giang tịnh vì yến văn bách vậy giang tiên sinh có thể chịu thua không cũng có thể vì giang tịnh mà đến đây đánh tôi ánh mắt cố tuyết nghi lộ ra sát khí chọn ngày không bằng đúng ngày nếu giang tiên sinh vì chuyện của giang tịnh mà giận dữ muốn đánh nhau với tôi cũng được thôi giang nhị trầm mặc tôi sẽ không đánh nhau với phụ nữ anh đứng lên nói với cố tuyết nghi chuyện này nếu đã do giang tịnh gây ra thì bỏ qua đi cố tuyết nghi hỏi lại bỏ qua anh tưởng rằng cửa nhà của họ yến có thể tùy tiện ra vào được hay sao giang nhị đi lại gần cô cúi người xuống hỏi vậy ý của yến phu nhân là anh chưa kịp nói xong thì cố tuyết nghi đã nắm lấy cổ áo của anh khiến cho thư ký đứng gần đó hốt hoảng kêu lên yến phu nhân cô đây là muốn làm gì giang tổng đã bỏ qua cho cô lẽ nào cô muốn đánh giang tổng sao sau đó cô nhẹ nhàng lấy khuy áo của giang nhị cười nhẹ đây là một giang tiên sinh độ lượng lần này đến nhà để xin lỗi đây là đáp lễ giang nhị nhìn thấy vậy có chút đỏ mặt ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác nới lỏng cổ áo bây giờ huề nhau vậy giang mỗ xin cáo biệt nhưng cố tuyết nghi ngăn anh lại sau đó quay sang nói với người hầu đem dĩa dâu tây vừa rửa xong gói lại cô tươi cười đưa cho giang nhị rồi nói giang tiên sinh đi thong thả vào trong xe thư ký nói với giang nhị giang tổng sao yến phu nhân này lại không giống trong lời đồn rất thông minh nhưng lại có chút bá đạo giang nhị cầm trong tay dâu tây bỏ vào miệng nhớ đến cố tuyết nghi rồi khẽ liếm môi nói nhỏ rất ngọt ngào tại đoàn phim gián điệp nhân viên đưa điện thoại cho đạo diễn xem rồi nói Hưng Đông Ba, ngay trước trong phim trường lúc diễn cảnh đêm, anh Nguyên đột nhiên rời khỏi phạm vi giám sát của đoàn phim. Đạo diễn đau đầu dây dây Thái Dương hỏi, nhân viên đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được hả? Nhân viên cũng bất lực nói, đạo diễn Lý đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy. Đạo diễn tức giận hét lên, tìm tiếp, tất cả đều đi tìm, nhất định phải tìm thấy người. Ông lo lắng đổ mồ hôi chán vào đầu bứt tai, nếu như thiếu gia nhà họ Yến biến mất ở phim trường, mình chắc cũng phải đi đời nhà ma rồi. Ông nói liên hệ tưởng mộng, nghĩ cách lấy được số di động của Yến Phu nhân, nói với Yến Phu nhân là không thấy Nguyên Văn ra nữa. Nhân viên nghe vậy cũng không kịp hỏi nhiều, liền đi ngay lập tức. Trong lúc đó, cô Tuyết Nhi đang thảnh thơi đọc sách uống trà, cô hỏi người hầu Yến Văn bách đến trường rồi hả? Người hầu ngoan ngoãn đáp, đúng vậy. Cô nói với người hầu mùi vị món thịt cua đầu sư tử và đậu hũ bình kiều hôm nay ăn không tệ, bảo tài xế đến đem một ít cho cậu ấy đi. Người hầu giật mình, sau đó ngoan ngoãn đáp, vâng ạ. Ngay sau đó điện thoại của cô đổ chuông, một giọng nói vang lên xin chào chúng tôi là nhân viên công tác của đoàn phim gián điệp nguyên văn gia tiên sinh trong thời gian quay phim ở phim trường đột nhiên biến mất đạo diễn của chúng tôi bảo chúng tôi gọi điện cho cô không khí đột nhiên trầm xuống cô tuyết nghi sững sờ hỏi nguyên văn gia là ai đầu dây bên kia hỏi lại cô không biết sao sau đó họ nói nguyên văn gia là em thứ hai của yến triều lấy danh nghệ sĩ là nguyên văn gia ở trong giới diễn xuất dựa vào ngoại hình ưu tú đã trở thành nam diễn viên rất có thể lực ngay lập tức cô liền tắt máy không kịp cho đầu kia hỏi lại cô trầm mặt nghiêm túc nói chuẩn bị xe tại bờ biển cách phim trường hơn 300 trăm mét nguyên văn gia đứng trên mỏm đá nói tạm biệt thế giới này sau đó liền nhảy xuống quay trở lại 3 tiếng trước xe của yến triều đã đến đoàn làm phim vì đột nhiên có một gia tộc lớn như vậy đến thăm nên mọi người xung quanh ai cũng tò mò bàn tán một người nói biển số xe mau xem biển số xe là xe của yến triều không phải anh ấy mất tích rồi sao người nọ vốn không ưa gì nhà họ yến khi thấy xe của yến triều người tưởng chừng như là mất tích lại xuất hiện ở đây thì đâm ra cay cú khó chịu mà nó có người thì mù quán tin vào tin đồn giữa yến triều và tưởng mộng lại sinh ra ngưỡng mộ qua wow, ông lớn không phải đến vì chị tưởng mộng của chúng ta đấy chứ nghe những lời nói ấy tưởng mộng cũng nghĩ yến triều thật sự xuất hiện cô ta hoảng hốt lo lắng việc mình bịa chuyện tung tin bị phanh phui người tài xế chạy ra mở cửa xe một đôi giày cao cót hàng hiệu cùng với chiếc chân trắng nõn nà bước ra là cô tuyết nghi cô đeo kính dâm buộc tóc cao cả người đều toát ra vẻ quyền quý cô dõng dạc hỏi ai là là đạo diễn thì ra là yến phu nhân đến yến phu nhân lại đẹp như vậy nha từ khi chứng kiến cảnh cố tuyết nghi đánh thiếu gia nhà họ giang tưởng mộng mỗi lần nhìn thấy cô vô cùng sợ hãi không còn dám đe dọa như trước tưởng mộng lấy hết can đảm bước đến gần cố tuyết nghi lên tiếng bắt chuyện yến cố tuyết nghi đến người cũng không thèm nhìn lập tức đi thẳng đến chỗ của đạo diễn đạo diễn đưa tay chào hỏi là tôi tôi là đạo diễn họ lý vị này là người quản lý của nguyên văn gia vị quản lý cũng đưa tay ra giới thiệu xin chào yến phu nhân tôi là tiểu phương là quản lý của anh Nguyên. Không giới thiệu dài dòng, cô Tuyết Nghi tháo mắt kính ra, ra lệnh ngay cho anh vệ sĩ đi cùng, đem máy tính bảng đến đây, đem anh ta theo, đi. Sau đó cô cùng vệ sĩ kéo theo quản lý của Nguyên Văn ra đi thẳng. Tưởng mộng bên cạnh chứng kiến, thấy cô Tuyết Nghi oai phong như vậy, trong lòng sinh ra đố kỵ, vừa đến đã sai bảo toàn bộ người trong đoàn phim xoay vòng vòng, phong cách của Yến Phu Nhân thật sự lớn. Người bên cạnh nhìn ra sự đố kỵ của tưởng mộng, lên tiếng kích đều, nếu như cô làm Yến Phu Nhân, cô cũng có thể như vậy chiếc xe của yến chiều bắt đầu lăn bánh trên xe tiểu phương ngại ngùng ngồi giữa hai anh vệ sĩ cao lớn một vệ sĩ lên tiếng phu nhân nếu như cô muốn cử người của nhà họ yến đi tìm nhị thiếu gia cô có thể liên hệ thư ký của tiên sinh mới có thể có quyền điều phối cô tuyết nghi có vẻ không quan tâm đến những gì vệ sĩ nói cho lắm cô đáp lại luôn không cần nghe xong anh vệ sĩ ngỡ ngàng không cần sao cô tuyết nghi liền đưa ra một phương án khác báo cảnh sát anh vệ sĩ nghe mà mắt chữ o mùng chữ a luôn báo báo cảnh sát Hóa ra từ nãy đến giờ, cô Tuyết Nhi vẫn mải check camera đường phố, tìm ra hướng đi của nhị thiếu gia. Không uổng công sức bỏ ra, cô đã tìm được chút manh mối, chắc là đi đường này. Thời gian quay trở lại hiện tại, Yến Văn Gia đứng trên một vách đá cao, bên dưới là mặt biển. Anh dường như đang có ý định tự vẫn, tạm biệt nhé thế giới này. Sau đó anh xoay người, ngả lưng, giang rộng hai tay, nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc rơi tự do cuối cùng. Yến Văn Gia rơi xuống mặt nước, rồi từ từ chìm xuống dưới. Bỗng có một tiếng động phát ra. Một chiếc thuyền chạy đến ngay trên vị trí mà Yến Văn Gia nhảy xuống, anh bị tiếng động làm cho mở mắt. Ánh mắt ấy dần trở nên bất ngờ, Cố Tuyết Nghi đang lặn dần tiến đến, khoảng cách dần được kéo lại, Cố Tuyết Nghi liền cứu Yến Văn Gia lên khỏi mặt nước. Sau khi lên khỏi mặt nước, Yến Văn Gia bắt đầu sặc nước hụ hụ Cố Tuyết Nghi ân cần gọi, "Yến Văn Gia." Chưa để Yến Văn Gia có thời gian kịp trả lời, Cố Tuyết Nghi nắm đầu, ấn anh ta xuống nước luôn. Yến Văn Gia bị ấn xuống bất ngờ, không khỏi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Một lúc sau, trên bờ biển yến văn ra ngồi gục dựa vào tảng đá ho khụ 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 anh nhìn về phía của cố tuyết nghi anh vệ sĩ đang ân cần quàng chiếc khăn lên cho cô yến phu nhân cố tuyết nghi nhẹ nhàng đáp cảm ơn yến văn ra nghe vậy thì nghĩ yến phu nhân cố tuyết nghi rồi anh nhắm mắt anh không nghĩ rằng cố tuyết nghi lại đến cứu mình như thế sao có thể cô tuyết nghi đưa mắt nhìn yến văn ra yến văn ra trách cứ cô suýt chút nữa chị dìm chết tôi rồi cố tuyết nghi hỏi châm chọc không phải cậu muốn nhảy xuống biển sao tôi đang giúp cậu mà tiểu phương vội vàng tiến tới lo lắng quàng khăn cho yến văn gia yến văn gia vẫn cố phủ nhận chuyện mình định tự vẫn cái đó phía dưới có lưới vận động cực độ chị chưa nghe qua sao cố tuyết nghi bất ngờ nghiêm giọng muốn tìm cái chết nếu như cậu cảm thấy chưa đủ tôi có thể giúp cậu một lần nữa yến văn gia nghe chị dâu mình nói vậy thì sợ hãi luôn tiểu phương bên cạnh liền lên tiếng giảm bớt sự căng thẳng của bầu không khí yến phu nhân hay là chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện được không Yến phu nhân quay người ra xe không cần đâu, gọi điện cho đoàn phim, nói rằng đã thấy người rồi, bây giờ sẽ trở về. Tiểu Phương đành đáp vâng vâng vâng, đang đi, Cố Tuyết Nghi bất ngờ quay đầu lại nhìn về phía Yến Văn Gia, còn muốn chơi nữa hả? Yến Văn Gia chỉ biết im lặng đi theo, về đến đoàn phim, thấy Yến Văn Gia ướt sũng từ trên xuống dưới, mọi người ồn ào. Đạo diễn lo lắng qua thăm hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Yến Văn Gia bước ra khỏi xe, nhẹ nhàng trả lời không sao, té xuống nước thôi. Nghe vậy mọi người xung quanh đều bu lại, Ai nấy đều lo lắng, anh Nguyên không sao chứ? Trời ạ. À. Tiểu Phương chỉ đành đến gần mở đường cho Yến Gia Bách, không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Anh Nguyên phải đi thay đồ đã ha. Trong lúc đó, Đạo diễn mang ly cà phê đến mời Cố Tuyết Nghi, Yến phu nhân, chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Sau khi thay quần áo xong, Yến Văn Gia bước ra, anh nghĩ đây là lần thứ ba mình xưng hô với cô ấy như vậy, cho nên cô ấy. Dường như đã có chuyện gì đó giữa Yến Văn Gia và Cố Tuyết Nghi đã xảy ra. Anh từ từ tiến lại gần cô. Cố Tuyết Nhi. Cố Tuyết Nhi đang định đưa ly cà phê lên uống, nghe tiếng gọi, cô dừng lại, quay sang nhìn Yến Văn Gia chấn chỉnh ngay cách xưng hô, gọi là chị dâu. Theo lời mời của đạo diễn Lý, cô Tuyết Nhi cùng trợ lý đã đến phim trường của đoàn phim gián điệp, tìm ra và cứu Yến Văn Gia khi cậu có ý định gieo mình xuống dưới vách đá. Lúc này đạo diễn Lý một bên chỉ đạo nhân viên phim trường vận chuyển đồ đạc để chuẩn bị cho cảnh diễn. Cô Tuyết Nhi ngồi ung dung tại ghế chờ, thì quản lý của Yến Văn Gia lên tiếng thắc mắc. Yến phu nhân, sao cô biết được cậu ấy đang ở đâu thế? đáp lại thắc mắc của ông vẫn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng thể hiện rõ được uy lực của một vị phu nhân như một người đã lăn lộn trong giới thượng lưu đã lâu câu trả lời của cố tuyết nghi hiểu rõ được con nhà ra thế đều là đức hành như vậy luôn nghĩ ra chơi những trò kích thích một chút rồi cô quay sang chất vấn người quản lý đáng trách này ông ở cạnh cậu ấy lâu như vậy lẽ nào không biết những trò vui của yến văn ra sao chơi trò chơi tôi không biết không phải không phải quản lý bối rối không biết trả lời cô thế nào đồng thời cố tuyết nghi cũng nhận được cuộc gọi của yến văn bách yến văn bách có chuyện gì bên kia đầu dây là giọng nói không giấu đi được sự thắc mắc và bất ngờ của cậu chị gửi tôi đồ ăn hả cô tuyết nghi thì vẫn bình thản đáp trả lời vị tứ thiếu gia này đồ ăn ờ đúng là chị gửi cậu có thích không thích yến văn bách giọng điệu thì khác hẳn vẻ mặt trả lời một bên khác là yến văn gia hay còn được nhiều người khác gọi là anh nguyên đang được nhân viên đoàn phim chỉnh sửa lại trang phục đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa em trai và chị dâu cậu ta vẻ mặt bất mãn cũng không kém phần bối rối nghĩ bụng đưa đồ ăn cho yến văn bách lại đưa mình đi chết kề bên đó lại là nữ chính cô tuyết nghi của chúng ta đang nhìn vào điện thoại thẩm mỹ thật sự kỳ lạ yến văn bách được đưa một ít đồ ăn mình thích đã cảm thấy kinh ngạc yến văn gia thì hoàn toàn buông thả hành sự tùy tiện phóng túng đối với mạng sống của bản thân cũng chẳng quan tâm cô thở dài ôi họ nhà yến này thật kỳ lạ mà không có quy tắc cũng không có tình thân đạo diễn lý cho người khai máy bắt đầu cảnh diễn đầu tiên Yến Văn Gia được sắp xếp là vai chính trong bộ phim này. Đây là anh ấy đã từng liều mạng cũng phải tiến vào tầng lớp xã hội này, đến nay anh ấy cuối cùng cũng hòa hợp vào, giống như là một giọt nước hòa vào đại dương tự nhiên. Yến Văn Gia tay chộp lấy ly thủy tinh trống rỗng, nâng ly cùng giới thượng lưu trong cảnh diễn. Con người cũ của anh ấy hôm nay đã chết rồi, một anh ấy hoàn toàn mới đã được sống lại từ hôm nay. Nhân viên trong đoàn phim đều đồng thanh tung hô trình độ diễn xuất đỉnh cao của Yến Văn Gia. Wow, tốt, anh nguyên lợi hại quá đi, anh nguyên khăn tay. Quản lý đến bên cạnh, cất lời khen Yến Văn ra không ngớt. Anh Nguyên cảnh quay này thật sự không cần nói, quá tốt rồi, thay vào đó, cậu chẳng để ý tới lời khen của những người xung quanh. Ngay lập tức đảo mắt hỏi quản lý, cô tuyết nghi đâu, vị quản lý và cậu cùng nhìn về hướng nữ chính vừa ở đó. Chiếc ghế trống trơn, quản lý lắp bắp, đi, đi rồi, dường như là nói muốn đến cửa hàng, mua một ít quần áo mới. Yến Văn ra lúc đầu còn đứng hình, ngay lập tức nghẹn lại và thất vọng hóa ra đến một giây chị ấy cũng không có xem tại cửa hàng quần áo bà chủ đang ăn dở tô mì thì ngạc nhiên khi lần đầu thấy một cô gái trong quyền lực bước chân vào tiệm của mình bộ này gói lại cố tuyết nghi bất cứ chiếc váy nào lọt vào mắt xanh của cô lập tức được gói và thanh toán trong lúc bà chủ vẫn còn ngơ ra đấy vì sự bất ngờ đã lấn áp đầu óc cô tuyết nghi ngạc nhiên nhìn bà chủ không bán đồ sao bà chủ liền chạy đến gói đồ lại bán 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 chứ chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy một phú bà như vậy lại đến cửa hàng nhỏ của tôi mua đồ Tuyết Nghi ngay lập tức rút ra trên tay tấm thẻ đen quyền lực, với số tiền gần như là vô hạn. Ý muốn thanh toán, quẹt thẻ ở một nơi nào đó tại Châu Phi. Một số doanh trại đang sáng đèn trong khu rừng nọ. Hai người lính đặc chủng đang canh gác thì nhận được thông báo từ điện thoại. Thanh toán 335.00 đồng cho công ty trang phục đó đó. 335.00 đồng, sao lại như vậy? Đây là có người trộm thẻ rồi. Nói xạo, ai dám trộm thẻ của lão đại chứ? Cả hai người đều thực sự ngạc nhiên. Một bàn tay thò ra cửa bảo họ đưa đây. Bàn tay chụp lấy chiếc điện thoại nhận tin nhắn hồi nãy. Lão đại của họ là một người rất trẻ với vẻ ngoài điển trai. Thì ra là anh ta đang tắm nên gửi điện thoại chỗ họ, tin nhắn trừ tiền trong tài khoản gửi về máy anh. Thanh toán nhanh 12.00 đồng, thanh toán nhanh 4.00 đồng, thanh toán nhanh 33.00 đồng. Chỉ cần nhìn qua cũng biết anh là người nắm giữ quyền lực và gia tài khủng như thế nào. Người đàn ông lạnh lùng nhìn vào màn hình dồn dập tin nhắn, im lặng. Cô Tuyết nghi dảo bước trên khu phố, ngắm nhìn thế giới trong sách thế giới này cũng thật đẹp cô tấm tắc khen từng thứ trong lúc đang bước đi khoảng nửa tiếng sau cô đã mua được rất nhiều đồ cùng với một cây kem ốc quế vị dâu cô tuyết nghi đưa kem lên miệng ăn ngon quá dâu ngọt thực sự là thứ ngon nhất thế giới ăn được dâu tâm trạng của cô tốt hẳn ra vui vẻ thưởng thức từng chút một đằng sau bức tường gạch là yến văn gia đang ẩn nấp âm thầm theo dõi chị dâu đột nhiên cô tuyết nghi nhận được cuộc điện thoại bên kia là giọng hối cô phu nhân giản tiên sinh về tới thủ đô rồi cố tuyết nhi đáp biết rồi sau khi nghe điện thoại mặt cô bắt đầu trầm xuống ừm yến văn gia thấy vậy đang tính bước ra lại bất ngờ lùi người lại núp sau bức tường nhưng người tính không bằng trời tính anh bị cố tuyết nhi bắt ngay tại trận anh đứng rụt người căng thẳng nói năng lộn xộn sao lại qua đây hi hi thật trùng hợp cố tuyết nhi thấy vậy chỉ biết im lặng ngay sau đó cô lên tiếng xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng cảnh quay hôm nay đã diễn ra xong rồi hả yến văn gia ngại ngùng hả ừm cố tuyết nghi đưa ngay túi đồ mình vừa mua cho yến văn gia vậy thì lên xe về nhà yến văn gia nhận lấy túi đồ cố tuyết nghi bắt đầu dò hỏi quen biết giản sương minh không hai người họ vừa đi vừa nói chuyện hình như là bạn của anh trai tôi mà tại yến gia chuông điện thoại gieo mãi không ngừng dinh 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 sau khi về nhà yến văn gia đi thẳng lên cầu thang tôi lên lầu trước còn cố tuyết nghi lại bắt đầu bận bịu với đống cuộc gọi cô ngồi trên ghế bắt máy giọng nói phía kia vang lên xin chào tôi là thư ký của giản sương minh tiên sinh Tuyết Lâm, tối mai giản tiên sinh sẽ dẫn cô giản nhuế đến quý gia đình thăm hỏi, cô có thấy bất hiện không? Nghe thấy là về giản sương minh, cô Tuyết nghi nghĩ vừa về đã vội vàng đến nhà thăm hỏi, sợ rằng có chuyện gì quan trọng. Ừm, tiện, cô Tuyết nghi đáp. Sau đó cúp máy luôn, vừa đặt điện thoại xuống chưa nổi 5 giây, chuông điện thoại lại bắt đầu reo lên rinh rinh rinh. Yến Phu Nhân, xin chào, tôi là thư ký của Yến Tổng, tôi nhận thông tin, tối mai giản tiên sinh sẽ đến nhà thăm hỏi. Nếu như tiện, mời phu nhân đưa tôi theo cùng. Cố Tuyết Nhi trả lời qua được, rồi nhanh chóng cúp máy. Lại một lần nữa, chuông điện thoại tiếp tục reo, Cố Tuyết Nhi chán nản, "Alo." Đầu dây bên kia vang lên gọi cô bằng bằng một cái tên rất thân mật, "Tuyết Nhi, là mẹ đây." Cô Tuyết Nhi có một chút bất ngờ, "Mẹ?" Khi nghe giọng nói là mẹ của Cố Tuyết Nhi nơi này, cô vô thức nghĩ về cuốn sách. Bố của Cố Tuyết Nhi là một cố học dân, hàng ngủ có tiền trong ngành buôn bán tài liệu phụ trợ giáo dục. Còn mẹ của Cố Tuyết Nhi, tên Trương Hân là vợ hai của cố học dân, không việc làm, suốt ngày chỉ ở nhà chi tiêu không điểm dừng. Con gái đối với bọn họ mà nói, chỉ là công cụ phát tài thăng địa vị, có dối có thể tùy ý thao túng. Mẹ của cố Tuyết Nhi tiếp tục nói, ngày mai giản tiên sinh sẽ đến nhà phải không? Ba con lo lắng con không nắm được thế chủ động, nếu như cần. Chưa kịp nói hết câu, cố Tuyết Nhi đã ngắt lời không cần. Mẹ của cô khi nghe thấy con gái thường ngày nghe lời, bảo gì làm nấy, nay lại quả quyết từ chối mình như vậy. Thì sinh ra tức giận, sao lại không cần chứ, thư ký của Yến tiên sinh có phải đã liên hệ với con rồi không? Con xem chúng ta cũng đến là được rồi. Cố Tuyết Nhi chẳng màng để tâm đến, trực tiếp ngắt ngang cuộc trò chuyện. Trong một ngày mà phải nghe vô số lần cái tên Giản Sương Minh, điều đó đã làm Cố Tuyết Nhi bắt đầu nghĩ ngợi, xem ra việc Giản Sương Minh đến đây làm rất nhiều người đứng ngồi không yên, ngày mai là một trận chiến ác liệt. Cố Tuyết Nhi đứng dậy, khoanh tay ra lệnh cho nữ hầu, sau này nếu như bà ấy còn gọi đến, hết thảy đều cúp máy. Vâng Yến phu nhân, một lúc sau, cánh cửa mở ra, là yến gia bách tay cầm hộp ăn trưa cố tuyết nghi sai người mang đến lúc sáng thấy vậy cố tuyết nghi lên tiếng về rồi à yến gia bách ngượng ngùng khi vừa về đã gặp ngay chị dâu trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao cố tuyết nghi tiếp tục quan tâm không sao ăn hết rồi sao yến gia bách bỗng mặt đỏ bừng không có có lẽ là vì giống trong căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng tình thương này đây là lần đầu tiên mà anh cảm nhận được cảm giác có người quan tâm vậy lần sau sẽ bảo đầu bếp làm nhiều một chút gửi cho cậu yến gia bách vội cảm ơn mọi người xảy ra đều đã bị yến văn gia đứng trên cầu thang chứng kiến hết sau khi yến gia bách bước lên cầu thang yến văn gia liền đến bên thăm hỏi cái đó là cô ấy gửi cho em hả yến gia bách lạnh lùng ừm có gì không yến văn gia nói bây giờ mới đối tốt với người nhà họ yến cô ấy không cảm thấy quá muộn rồi sao yến gia bách chẳng mấy để tâm trực tiếp đi thẳng không biết có thể bị ma nhập rồi đó yến văn gia nói vọng theo nề em không cảm thấy cô ấy như vậy có vấn đề sao anh ánh mắt đầy kiên định nhìn theo bóng lương của yến gia bách Bóng lưng dần đi khuất, Yến Văn Gia đành đi lại vào trong phòng, đóng sầm cửa, anh khó hiểu khi quan hệ thường ngày của Yến Gia Bách và Cố Tuyết Nghi, từ trước đến nay không mấy tốt đẹp, trong một thời gian ngắn lại có thể cải thiện mau chóng đến vậy. Làm gì vậy, tên nhóc này dễ dàng bị Cố Tuyết Nghi mua chuộc rồi sao? Anh tiến lại ngồi thẫn thờ trên ghế, đọc sách như không đọc, dù tay vẫn lật sách đều đều nhưng tâm trí anh hiện giờ đang nơi khác. Cảm thấy cách đọc sách này không ổn, anh tiếp tục nằm ườn ra giường đánh game, chơi chán chê lại xem review phim có một người con trai gọi là tiểu soái sau cùng chán nản yến gia bách nằm nhòi ra giường vẫn không giấu nổi bầu tâm sự yến gia bách nói ra thành lời vậy là xong rồi sao anh vào đầu vứt tai mình tính cái gì chỉ là một con kiến bé nhỏ không đáng kể mà cô ấy cứu mình nhưng đến cả một ánh mắt keo kiệt cũng không muốn nhìn mình thì ra từ nãy đến giờ là anh đang ghen tị với yến gia bách nên với bức rứt trong lòng không yên về nhà cũng vậy quan tâm đến yến văn bách cũng nhiều hơn mình anh tức giận khi nghĩ đến cảnh Yến Gia Bách được cố tuyết nghi gửi đồ ăn đến trường cho. Càng nghĩ càng tức. Cơn đố kỵ trong lòng anh đã đến giờ phút tuôn trào. Yến Văn Gia đứng bật dậy, ném điện thoại xuống đất, lớn tiếng thét gào cố tuyết nghi. Trong lúc đó, tại phòng của cố tuyết nghi, cô đang thư giãn, đắp mặt nạ, đọc sách thì bỗng cảm nhận được ai đó gọi mình. Hả, có người gọi tên mình sao? Cùng lúc đó, Giản Minh Sương vừa đáp xuống chuyến bay. Anh từ từ bước ra sảnh sân bay, Giản Nhuế và Tào Gia Diệp đã đứng giờ ngay ở đó. Giản Nhuyế vui mừng, hỏi thăm, chú nhỏ chú nhỏ trên đường vất cả rồi mau đưa cho cháu tào ra diệp vội cầm lấy vali thay cho giản minh sương giản nhuế hỏi tiếp chú nhỏ muốn đến nhà họ yến sao nói ra thì dường như cháu vẫn chưa gặp mặt trực tiếp cố tuyết nghi nữa trần minh sương gương mặt điển trai với vẻ ngoài lịch lãm hỏi lại đứa cháu nhỏ cô ấy có phải là người không làm người khác thích mình trước cổng dinh thự yến ra là một đôi vợ chồng trông có vẻ đứng tuổi đang đứng chất vấn vệ sĩ gác cổng cậu không biết chúng tôi là ai hả yến phu nhân là con gái của tôi hai người tự xưng là phụ huynh của cố tuyết nghi lên giọng nói tên vệ sĩ lúc ấy cũng bối rối thật ngại quá chính yến phu nhân không cho các vị vào cố học dân cha đẻ cố tuyết nghi giữ người không ngờ đứa con gái nhu nhược của mình nay lại không cho cha mẹ bước chân vào nhà trong dinh thự nữ gia nhân lo lắng thắc mắc hỏi phu nhân ba mẹ cô còn bị chặn ở ngoài cửa nếu như bọn họ nhất định không đi cố tuyết nghi chẳng hề nao núng ung dung gác tay lên ghế bành tiếp tục lật trang sách đang đọc dở ra dường như chẳng hề quan tâm người ở ngoài kia là cha mẹ của cô cô hở hững vậy thì để bọn họ đợi ở ngoài cửa đi xem ai sẽ không nhịn được mà đi trước Bây giờ ở bên ngoài bỗng nhiên một chiếc xe xuất hiện trước cổng trương hân vừa hai của cố học dân quay sang nhìn cửa kính xe từ từ được kéo xuống là thư ký của yến triều trần vũ cẩn anh nhẹ giọng hỏi hai vị sao lại ở đây cố học dân trong tình thế bị con gái nhốt ở ngoài bối rối đáp hôm nay không biết xảy ra chuyện gì có thể là tuyết nghi vẫn chưa thức dậy ông không tin rằng cố tuyết nghi sẽ không cho mình vào nhà mà tiếp tục bào chữa những người ở trong biệt thự cũng không biết thông minh hơn một chút vẫn nhất định không mở cửa cho chúng tôi vào trần vu cần cười mỉm đáp lại họ một cách hờ hững, ưng ừ, vậy tôi vào trước xem xem đã xảy ra chuyện gì." Sau đó liền từ từ kéo cửa kính xe lên, không có dấu hiệu gì là sẽ mời hai người kia vào cùng mình, Cố Học Dân thấy vậy liền không khỏi bất ngờ, gõ liên tiếp vào cửa kính xe, "Đợi đã, Trần tổng, cho chúng tôi vào cùng với." Trần Vu Cẩn ngồi trong xe không liếc hai người họ lấy một cái, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lòng cà vạt rồi cùng chiếc xe tiến vào dinh thự, cửa dinh thự mở ra, là một nữ gia nhân đã mở cửa cho thư ký Trần. Vừa bước vào thư ký Trần liền hỏi, "Yến phu nhân đâu?" Phu nhân đang ở lầu hai đọc sách, nữ gia nhân đáp, trần vu cẩn mỉm cười đáp lại được vậy tôi lên đó tìm cô ấy lúc này trần vu cẩn liền nghĩ đọc sách lẽ nào là đang đọc học cách làm thế nào để nắm giữ trái tim một người đàn ông hoặc là làm thế nào để lúc ly hôn được chia nhiều tài sản hơn bằng những hành động mà dạo gần đây cố tuyết Nghi thể hiện ra ngoài anh không thể không nghi ngờ phải chăng cố tuyết Nghi đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch gì đó liệu sẽ là kế hoạch níu giữ chồng hay là tìm cách để có thể chiếm được nhiều tài sản nhất trần vu cẩn tiến đến mở cửa phòng nơi cố tuyết nhi đang ngồi đọc sách cố tuyết Nghi không bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của thư ký trần có vẻ như mọi thứ đều đã nằm trong suy đoán của cô. Theo phép lịch sự cô hỏi, thư ký Trần vì chuyện giản tiên sinh đến chào hỏi mà đến đây, có phải có lời gì cần dặn dò không? Trần Vu Cần đầy nhẹ mắt kính, tôi hy vọng phu nhân đến lúc đó, xin đừng nói chuyện, giọng nói của Trần Vu Cần nhẹ nhàng mà trầm ổn. Như đang muốn cảnh cáo Cố Tuyết Nghi tốt nhất đừng nên nói gì nữa cả, trong lời nói còn phảng phất có ý đe dọa, Cố Tuyết Nghi tiếp tục đọc sách, như không để ý có sự xuất hiện của Trần Vu Cần trước mặt, cô nhẹ nhàng nói, "Được." Trần Vu Cần nghe vậy liền không khỏi suy nghĩ, cô ấy không làm loạn, cứ đồng ý như vậy sao? Anh có vẻ khá bất ngờ với sự thay đổi của Cố Tuyết Nghi bây giờ, quả thực khác xa trước kia. Bỗng nhiên từ ngoài truyền vào, một nữ người hầu bước đến, hớt hải nói, "Phu nhân cô Giản nhuế đến rồi." Cố Tuyết Nghi bây giờ mới rời mắt khỏi cuốn sách hỏi, "Giản nhuế là ai của Giản Sương Minh?" Trần Vu Cẩn lại dùng thái độ như thường ngày, mỉm cười đáp, "Là cháu gái của Giản tiên sinh." Nghe được câu trả lời cần thiết, Cố Tuyết Nghi cũng chỉ nhẹ nhàng đáp, "Biết rồi." Trần Vu Cẩn không thấy cô có ý định xuống lầu tiếp khách liền hỏi, "Cô không có ý định đứng dậy nghênh tiếp sao?" Vẫn giữ thái độ cũ, tiếp tục cầm quyển sách ban nãy đọc tiếp yến triều không ở đây nhà họ yến chỉ có tôi làm chủ có người muốn đến nhà thăm viếng chủ nhân sao có thể có dáng vẻ cúi đầu chứ nhận thấy cố tuyết nghi không có ý định đón khách trần vu cẩn cũng chỉ biết cong mi đáp thì ra là như vậy nhưng trong đầu lại tự hỏi hôm nay cô ấy sao vậy có chút hiểu chuyện ngoài dự liệu quả nhiên chính là bất ngờ trước sự bình tĩnh của cô ngày hôm nay không để cố tuyết nghi phải chờ lâu giản nhuế ngay sau đó cũng đã xuất hiện trong phòng giản nhuế chống lạnh chất vấn yến phu nhân đột nhiên chuyển cảnh hai người giản nhuế và cố tuyết nghi đang khoác trên mình hai bộ cổ phục khung cảnh chuyển thành rừng trúc phải chăng trước kia hai người từng là đồng đội hay kẻ thù giản nhuế trong bộ cổ phục nâu tóc búi gọn hỏi cô chính là cố tuyết nghi người không làm người khác thích sao để tôi đến thử cân lượng của cô thế nào cố tuyết nghi trong bộ đồ đỏ không nhiều lời đáp bớt phí lời ra tay đi quay trở về căn phòng trong dịnh thự yến ra cố tuyết nghi ra dáng một vị chủ nhà giản tiểu thư mời ngồi cà phê hay là trà giản nhuế ngồi xuống ghế cho khách khoanh tay chọn uống cà phê sau đó đánh mắt sang phía thư ký Trần, thì ra Trần tổng cũng ở đây. Thật không may chú nhỏ của tôi vừa đến tòa nhà Yến thị rồi, nói là đến đó đợi Trần tổng, Trần Vũ cần ra vẻ lấy làm tiếc, theo thói quen đẩy mắt kính, vậy thật sự không may rồi. Giả Nhuế tiếp tục hỏi thăm Cố Tuyết Nghi với vẻ ngạo nghễ, Yến phu nhân thần sắc cũng không tệ nha, cuộc đối đáp của hai người lại được chuyển cảnh đến khu rừng. Giả Nhuế cầm lấy cây kiếm trong tay cao giọng khinh khi, quả nhiên là một túi rơm, đến dũng cảm gặp người khác cũng không có, còn phải để Lục tổng bên cạnh nữa. Lại quay trở về phòng khách, cố tuyết nghi không kiêng dè gì công nhận ừm ngủ rất ngon ăn cũng không tệ trần vu cần liếc nhìn thầm nghĩ cô ấy thật sự ngay không hiểu lời châm biếm hay là cố ý vậy tiếp tục lời nói khi nãy cô tuyết nghi đệm thêm đặc biệt là dâu tây ở đây mùi vị không tệ nói xong liền đẩy đĩa dâu tây trên bàn về phía giả nhuế mời muốn thử không hành động của cô chính là một lời xác nhận cô sống tốt là thật không cần đến người ngoài như giả nhuế hỏi thăm cảnh khu rừng lại xuất hiện khi nãy một đao của giả nhuế được cố tuyết nghi né một cách mật mà không chỉ vậy Cô tuyết nhi tựa như gió dùng khinh công bay ra phía sau nhìn Giản nhuế như đang tâm tia còn mùi nhỏ Giản nhuế ngơ ngác không biết người khi nãy trước mặt bây giờ đã trốn đi đâu rồi tình cảnh hoàn toàn giống với hiện tại Giản nhuế cũng ngơ ngác lấy một miếng dâu cảm ơn tôi thử xem trong lòng không khỏi thắc mắc làm gì vậy tương tác gì đây cố tuyết nhi không đáp ngước lên trên nhìn trần cẩm vân người đang đứng nãy giờ cô ra lệnh thư ký trần đến yến thị trước đi trần vu cần nghe thấy vậy biết mình cũng không còn phận sự gì liền đáp được vậy tôi không tiếp khách nữa cô tuyết nhi lúc này đóng quyển sách đang đọc giờ lại tôi đi thay đồ rồi cùng đi hành động này của cô làm cả trần vu Cẩn lẫn giả nhuế ai nấy đều cảm thấy bất ngờ mà thốt lên cái gì dường như hai người họ không ai nghĩ rằng cố tuyết nghi cô lại dám bước đến yến thị đến lúc này giả nhuế ở trong khu rừng kia mới cảm nhận được sự mát đến lạnh gáy của cây kiếm đang kề trên cổ cô ta ngay sau đó là cố tuyết nghi kêu hãnh đáp trả cô không phải là đối thủ của tôi tôi cũng chẳng bao giờ xem cô là đối thủ kiếp trước Giản nhuế còn không đáng để cố tuyết nghi để vào mắt vậy thì kiếp này liệu giản nhuế có thể đối đầu với cố tuyết nghi được hay không giản nhuế thấy cô có ý định đến yến thị mặt mày liền trở nên tái mét hấp tấp nói yến phu nhân không cần đi yến phu nhân cứ ở lại đây chúng tôi nói chuyện không đợi giản nhuế nói hết câu cố tuyết nghi đã dặn dò nguyên văn gia văn gia chăm sóc khách cho tốt bấy giờ giản nhuế mới để ý trong phòng xuất hiện thêm một người nguyên văn gia đang đứa dựa vào cửa chắc hẳn anh ta cũng nghe được kha khá cuộc trò chuyện ban nãy của hai người nguyên văn gia chỉ vào bản thân và hỏi ngược lại cố tuyết nghi như không nghe rõ những gì cô vừa nói tôi giản nhuế cao mày thầm đánh giá đùa gì vậy chứ đây chắc chắn là nhị thiếu gia nhà họ yến tính cách u ám nhất khó chịu nhất văn gia không ngờ vậy mà lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu tiếp khách của cố tuyết nhi anh nói với giản nhuế cô ngồi trước đi tôi mang trả đến giản nhuế nghe vậy liền giật mình cái cái gì như không tin vào những gì mình vừa nghe nhị thiếu gia họ yến khó ưa khó chịu nay lại biết cả mời khách uống trả cố tuyết nhi bước khỏi phòng theo sau là thư ký trần lúc này hắn lại càng cảm thấy thần kỳ hơn không chỉ có thái độ của nhị thiếu gia thay đổi tất cả người làm nhà họ yến cũng trở nên cực kỳ cung kính cô ấy cô ấy quả thật như biến thành người khác không khó để nhận ra sự thay đổi trong mặt của cố tuyết nhi giờ đây thư ký trần cũng nghi ngờ sự thay đổi này chuyển cảnh đến khi hai người đã yên vị trên xe vẫn như mọi lần cố tuyết Nghi lại diện lên mình một chiếc giam sút màu đỏ rượu trông thật sang trọng mà toát lên vẻ xa cách khó gần trên tay vẫn cuốn sách bìa đỏ ba nãy trần vu cần quay sang hỏi thời gian trước tứ thiếu gia và giang tịnh nhà họ giang đánh nhau phải đến đồn cảnh sát nghe nói giang tổng đã tìm đến cửa rồi cố tuyết nhi nhìn trần vu cần Giang Nhị tìm cậu cáo trạng hả? Trần Vũ Cẩn nheo mắt cười, Giang tổng cần mặt mũi, cứ coi như là cáo trạng, cũng là động vào Yến tổng, không phải đụng vào tôi. Trần Vũ Cẩn liếc mắt nhìn qua Cố Tuyết Nghi với vẻ nghi ngờ, tôi chỉ là có chút hiếu kỳ, cô đã xử lý thế nào? Vừa dứt câu, chiếc cà vạt khi nãy còn nằm ngay ngắn trên cổ thư ký Trần, nay bị Cố Tuyết Nghi kéo lên, lôi cả người thư ký Trần gần vào mình, cô hỏi hắn, sợ hay không? Trần Vũ Cần ngỡ ngàng, giữ người trước hành động của cô, chưa kịp tiêu hóa những gì cô vừa nói. Lặng người, cố tuyết nghi buông chiếc cà vạt rồi tiếp tục đọc sách chính là như vậy đó trần vu cần không khỏi đỏ mặt nghĩ gần anh ấy đến vậy sao nhìn nữ nhân bên cạnh mình lòng thầm đánh giá cố tuyết nghi xinh đẹp đến nỗi có thể nói là gu thẩm mỹ của đại đa số người người có khả năng chống lại cũng rất ít vậy chuyện này thật không đơn giản bất chợt hắn cảm thấy lo lắng dùng vị giám đốc của mình trên đầu yến tổng không phải bị mọc sừng rồi chứ yến tổng bên kia hình như cũng cảm thấy ai đang nhắc đến mình thì phải chuyển cảnh đến văn phòng làm việc của yến thị trần vu cần cẩn thận nhắc nhở giản tiên sinh đang đợi chúng ta ở tầng 10. cố tuyết nghi chỉ lạnh mặt đáp lại một chữ ừm mấy người nhân viên đứng trước thang máy trông thấy thư ký trần liền nhanh nhanh chóng chóng chào hỏi chào trần tổng trần vu Cẩn gật đầu giới thiệu với họ ừm um, vị này là yến phu nhân có lẽ đây là lần đầu tiên cố tuyết nghi bước chân đến yến thị quá khứ khi bước vào yến ra cũng chưa nhận được công khai danh phận đến nay khi được trần vu Cẩn thông báo đám nhân viên ban nãy mới hốt hoảng nhanh chóng cúi chào phu nhân chào yến phu nhân ánh mắt cố tuyết nghi lướt qua người bọn họ chào mọi người sau đó tất cả mọi người cùng bước vào thang máy. Trên tầng 10, một nữ nhân trông có vẻ là thư ký đang báo cáo với Giản tiên sinh, Trần tổng đang ở dưới lầu, lập tức đến ngay. Tinh, tinh, tiếng thang máy tại tầng 10 vang lên, Trần vu Cẩn và Cố Tuyết Nhi đã lên đến nơi, nhân viên nữ khi nãy kính cẩn cúi đầu, mời hai người họ vào trong. Vừa vào đến nơi, thư ký Trần liền niềm nở bắt tay với Giản tổng, Giản tiên sinh, Giản tổng cũng đáp lại, Trần tổng. Dường như họ đã gặp nhau rất nhiều lần từ trước. Bây giờ, Cố Tuyết Nghi mới lên tiếng giới thiệu Cô tuyết Nghi đồng thời đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Giản Tiên Sinh quay qua nhìn cô, rồi cũng nhanh chóng đáp lại, "Yến phu nhân." Cả ba yên vị trên chiếc ghế sofa trong văn phòng, Giản Tiên Sinh là người mở lời, "Người nhà họ Giản đã đến Niger rồi, nơi đó mỗi năm đều có tổ chức khủng bố hoạt động. Bọn họ cũng không thể tìm thấy Yến tổng, nhưng tìm thấy một ít manh mối, Yến tổng rất có khả năng đã chuyển đến Mali rồi." Thì ra cuộc gặp gỡ này là để tìm kiếm thông tin của Yến tổng. Trần Vũ Cẩn vẫn dùng vẻ mặt thân thiện như thường ngày, tươi cười cảm ơn, "Cực khổ cho Giản Tiên Sinh rồi." giản tiên sinh không nói gì chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc kính sau đó mới nhìn cố tuyết nghi cất lời đây là tôi nợ yến tổng trên đầu cố tuyết nghi liền này ra dấu hỏi chấm tại sao lại nhìn mình cô ngơ ngác thắc mắc cố tuyết nghi vẫn chưa hết hoang mang khi giản tiên sinh nói trả nợ cho yến tổng như lại nhìn về phía mình cô hoàn toàn không có chút ký ức nào về quan hệ giữa người này và yến triều không để lãng phí thời gian trần vu cẩn liền đưa ra một số thông tin liên quan đến việc tìm yến tổng đội tìm kiếm của yến gia và lính đánh thuê cũng đang tiếp tục tìm kiếm ở nội thành châu phi cho nên chuyện của yến tổng nhất định có thể yên ổn không lo việc chúng ta có thể làm chính là giữ vững cục diện trong nước cậu đang nói đến bảo hâm giản tiên sinh đáp lúc này đây cố tuyết nhi đang đăm chiêu suy nghĩ bảo hâm nghe ra thì giống như là công ty con của yến thị cắt đứt dòng suy nghĩ của cố tuyết nhi giản tiên sinh theo thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính nói tiếp nhưng hiện tại đang trong cục diện rối rắm tôi cũng chỉ có tác dụng rất nhỏ thôi có thể thấy mọi người đều rất sốt sắng tìm kiếm thông tin về yến triều trần vu cẩn chấp hai tay lại đặt lên đùi nghiêm túc trao đổi với giản tiên sinh sự suy yếu của bảo hâm đối với yến thị mà nói cũng không phải là số tiền lớn gì nhưng nó mang đến rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn tốt nhất là có một doanh nghiệp lớn tương đương để phân chia nguy cơ giản tiên sinh đánh mắt lên nhìn vậy chính là nói giang gia tống gia trần vu cẩn bày tỏ trung quy thì cơ sở của yến gia vẫn còn ở nước ngoài giản tiên sinh nghe xong liền tỏ ra thái độ bất bình nhưng cũng vô cùng bình tĩnh mà đáp lại thời gian này thật sự không thích hợp để tiến vào doanh nghiệp nước ngoài nhưng giang nhị của giang gia tống cảnh của tống gia giản tiên sinh hợp ngừng và yến thị không hợp nhau lắm mặc dù chưa đạt được mục đích như ý muốn trần vu cẩn vẫn luôn chuyên nghiệp bày ra vẻ mặt hòa nhã đáp cho nên vẫn mời giản tiên sinh hòa giải thời gian tới thả lòng một chút chí ít có thể đợi đến lúc yến tổng quay lại giản tiên sinh không dám nói trước sự việc sẽ được như trần vu cẩn mong muốn hay không anh ta chỉ nói tôi sẽ tận lực sự thỏa hiệp với giản tiên sinh ngày hôm nay cũng coi như là bước đệm để có thể mang yến tổng trở về lập lại trật tự trong gia đình nhà họ Yến. Người nãy giờ hầu như không nói bất kỳ lời nào giữa cuộc trò chuyện, Cố Tuyết Nghi hiện đang chìm vào suy tư, đánh mắt sang phía Trần Vu Cẩn, người mang gương mặt tươi cười nhưng sâu bên trong lại toàn những bí mật khó đoán. Tổn thất mà Bảo Hâm không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với Yến gia, nhưng Trần Vu Cẩn lại để ý như vậy, thậm chí không dám tìm doanh nghiệp nước ngoài để phân chia nguy cơ. Ánh mắt Cố Tuyết Nghi di chuyển lên trên người Giản Tiên Sinh, chỉ có thể mời Giản gia giúp đỡ hòa giải, lại thuận theo những gia tộc lớn khác để gánh vác nguy cơ có thể thấy đích thị việc này rất hóc búa. Nhắm đôi mắt lại, cô Tuyết Nghi chìm vào tiềm thức, mà mình đã làm qua bài tập liên quan đến giản xương minh, giản ra đặc biệt ở chỗ tính cách, giản ra có liên quan đến một vài hạng mục của chính phủ. Tiềm thức của cô xuất hiện tới hai Cố Tuyết Nghi, một cô Tuyết Nghi trong quá khứ, khi còn là một chủ mẫu. Cô Tuyết Nghi còn lại chính bản thể của cô bây giờ, Cô Tuyết Nghi quá khứ nói, chính phủ đối với một số người mà nói có lẽ rất đáng sợ. Nhưng đối với mình mà nói, kiếp trước đã làm việc và gặp gỡ với rất nhiều vương công quý tộc, đương nhiên biết được học vấn trong đó cố tuyết nghi dường như thức tỉnh trong đầu mình đang có một cách nghĩ có lẽ có thể thử một lần từ cổ trí kim không phải tất cả mọi việc đều chỉ có đàn ông mới có thể làm được nhận ra sự im lặng của cố tuyết nghi giản tiên sinh lịch sự hỏi yến phu nhân cô còn muốn hỏi gì không hai người trần vu Cẩn và giản tiên sinh đều quay người đợi câu hỏi từ cô tiếc là cố tuyết nghi hiện tại vẫn chưa có câu hỏi gì cô lạnh lùng đáp không có tin tức có liên quan đến yến tổng yến phu nhân cũng không có bất kỳ câu hỏi gì sao giản tiên sinh không tin rằng một người đàn bà có chồng hiện đang không biết tung tích ở đâu mà lại không có bất cứ câu hỏi gì liên quan đến người chồng anh ta gặng hỏi lại sự thật là cố tuyết nghi hiện tại đâu còn là cố tuyết nghi nhu nhược ngày xưa mọi thông tin liên quan đến ông chồng kia dường như chẳng có chút dính dáng gì đến cô tiếp tục phủ nhận không có giản tiên sinh nghe được câu trả lời không như ý khẽ nhân mày xoa thái dương lo nghĩ hộ ân nhân của mình yến chiều sống chết không biết như người vợ thân cận của anh ấy lại không mảy may quan tâm đến sống chết của anh ấy, thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, thư ký Trần nhanh chóng giảng hòa, "Vậy tôi cho người đưa yến phu nhân về nhà." Không nói gì thêm, Cố Tuyết Nghi cùng Trần Vu cần bước ra ngoài, Giản tiên sinh cũng làm thinh, không có lấy một lời chào tạm biệt hay tiễn khách. Đi gần đến cửa, Cố Tuyết Nghi bỗng xoay người, như đọc được suy nghĩ khi nãy của Giản tổng, nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Tôi tin rằng anh ấy sẽ sống trở về." Một lời của cô lúc này liền đập tan những suy nghĩ khi nãy của Giản tiên sinh lời nói như mang hàm ý cô không chỉ quan tâm lo lắng mà còn đặt chọn niềm tin vào khả năng sinh tồn của chồng cô giản tiên sinh khi nghe được lời này cơ mặt cũng giãn ra đáp lại nhất định ngoài hành lang cố tuyết nghi cùng trần vu cẩn đang sải bước cùng một số nhân viên công ty cố cô tuyết nghi hình như vừa xin một thứ gì đó từ nhân viên nữ bên cạnh mình cô nói cảm ơn trần Vũ cẩn không thấy cố tuyết nghi đâu đầu liền quay qua gọi yến chưa kịp nói hết câu hình ảnh đập vào mắt anh hiện tại là cô Tuyết Nhi đang kê giấy nốt lên tường dùng bút ghi thứ gì đó. Anh thắc mắc hỏi cô đang làm gì vậy? Cô Tuyết Nhi không trả lời, từ từ bước tới gần Trần Vu Cẩn, nhét tờ giấy khi nãy vào lòng bàn tay Trần Vu Cẩn. Trần Vu Cẩn nhìn cô không chớp mắt, không hiểu sao tim anh ta lúc ấy lại đập dữ dội, thịch 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 thịch, tò mò không biết cô ấy viết gì cho mình. Trần Vu Cẩn chợt nhớ nãy khi ở trên xe, anh đã dặn dò cô, mình đã bảo cô ấy đừng nói chuyện, nhưng cũng không cần hoàn toàn không mở miệng chứ. Bây giờ Vu Cẩn mới nhìn vào tờ giấy Cố Tuyết Nghi đưa cho anh. Như có một tia sét đánh ngang người, thư ký Trần mặt mũi đỏ ửng, thì ra nội dung tờ giấy là: "Thư ký Trần, quần anh ướt rồi, dính nước rồi. Không thể ngờ một người luôn chỉnh chu như anh, nay lại muối mặt bị một người phụ nữ nhắc nhở chuyện đáng xấu hổ như vậy." Phía không xa là Giản Tiên Sinh, người chứng kiến toàn bộ câu chuyện giữa Trần Vu Cẩn và Cố Tuyết Nghi từ nãy tới giờ, anh ta bỏ mắt kính xuống, "Cố Tuyết Nghi và Trần Vu Cẩn sao? Có vẻ như lại có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi." Yến Triều lại bất đắc dĩ được đội thêm một chiếc nón xanh nữa. Chuyển cảnh đến một căn phòng, trông giống văn phòng làm việc của ai đó. Cộc cộc, tiếng phấn gõ vào bảng vang lên, là Nguyên Văn Gia đang diện trên mình một bộ đồ công sở áo sơ mi quần tây, trên bảng là một đống thứ khó hiểu. Người ngồi ghế sofa nghe những gì, Nguyên Văn Gia vừa nói là Cố Tuyết Nghi. Văn Gia đứng cạnh bảng thao thao bất tuyệt, tổng thể mà nói, chính là như vậy. Nói xong cậu ta liền quay trở lại ghế sofa đằng sau tấm bảng, tiện tay cầm lấy một chiếc gối rồi ngồi tệt xuống đất, thắc mắc hỏi cố tuyết nghi nhưng mà chị muốn làm rõ mối quan hệ giữa những nhà hào môn này là có ý nghĩa gì cố tuyết nghi ngồi đối diện cậu tay đang cầm một quyến sổ có vẻ như là đang cẩn thận ghi chép lại những gì cậu vừa nói trên bảng đồng thời đáp đương nhiên là có ý nghĩa rồi ghi chép đã xong cô liền mở điện thoại lên nhép miệng cười hơn nữa ý nghĩa cực kỳ lớn điện thoại của giang tiên sinh đột nhiên rung lên thì ra là cuộc gọi đến từ cố tuyết nghi ban nãy giang tiên sinh đang đứng hút thuốc ở ban công liền nhấc máy yến phu nhân tôi có giúp được gì cho cô không? Đầu dây bên kia, Cố Tuyết Nghi trả lời. Ngày 17 Giang Tiên Sinh và Gia Quyến có thời gian không? Giang Tiên Sinh trầm ngâm một lúc, nhớ lại, lần trước đến Yến Gia còn mang trái cây về, đã bị hiểu thành hai nhà có quan hệ hài hòa, tốt đẹp. Lần này, nếu như tiếp tục đến cuộc hẹn, sợ rằng phải xác nhận tin đồn này là thật trong thương trường. Nhưng mà, Giang Tiên Sinh ngẫm nghĩ, hình ảnh Cố Tuyết Nghi hôm ấy lại ùa về, nét đẹp sắc sảo, nao động lòng người cùng với đó là hộp dâu tây, được đích thân Cố Tuyết Nghi gửi tặng mang về có vẻ như hộp dâu hôm ấy đã mang theo chút thương nhớ của giang tiên sinh về cố tuyết nghi rồi đã đánh một cái sẽ phải đưa một quả táo ngọt vậy lần này cô ấy lại đưa cho mình thứ gì đây chứ quả nhiên anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân giang tiên sinh dập điếu thuốc đang hút dở không ngừng mong chờ về ngày hẹn giơ điện thoại lên đáp lại lời mời khi nãy của cố tuyết nghi có thời gian cố tuyết nghi vẫn ngắn gọn như cũ vậy đến lúc đó gặp ngồi nghe cuộc điện thoại của cố tuyết nghi và giang tiên sinh văn ra chống tay vào cằm thắc mắc từ lúc nào chị lại thân thiết với giang gia như vậy còn đặc biệt mời giang gia đến nhà làm khách chứ từ lần yến văn bách đánh nhau với tam thiếu nhà họ giang giang tịnh mối quan hệ giữa hai nhà ít nhiều cũng đã xấu đi ấy vậy mà lần này không hiểu vì lý do gì mà đích thân chị dâu nhà mình cô tuyết nghi lại gọi điện mời anh ta đến nhà làm khách nữa chứ cô tuyết nghi nhìn văn ra với ánh mắt sắc lẹ tôi có nói lời nào là chỉ mời giang ra thôi hả cô lấy ra từ trong quyển sổ ghi chép ra một tờ giấy đưa cho người hầu trước mặt dựa vào danh sách tên này gọi điện thoại mời mọi người tham gia yến tiệc ngày 17, thì ra nãy giờ cô ghi ghi chép chép là ghi tên danh sách khách mời cho yến tiệc. Cô còn cẩn thận dặn dò thêm với người hầu, ngoại trừ người của Phong gia và Tống gia, không được liên hệ, nếu như có người hỏi cũng không được trả lời. Người hầu gái đáp, "Vâng, đã rõ." Tiện đây, Cố Tuyết Nghi lại hỏi, "Món ăn hôm nay đã đưa đến tứ thiếu gia chưa?" Người hầu nhanh nhẹn đáp, "Đã đưa rồi thưa phu nhân." Có được câu trả lời như ý, Cố Tuyết Nghi đóng mắt, gấp quyển sổ ghi chép lại. Thời gian không còn sớm nữa, tôi và hạ phu nhân có hẹn đi đến cửa hàng để mua sắm. Nguyên Văn Gia lúc này đang ngồi trên ghế, tay vẫn ôm chiếc gối ban nãy, âm u, người phụ nữ này, từ lúc mình nói xong thông tin, lại ném mình qua một bên nữa rồi, Văn Gia tức tối vì bị Cố Tuyết Nghi xem như người vô hình. Nguyên Văn Gia bỗng nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt Cố Tuyết Nghi, anh trai tôi mất tích ở nước ngoài, cô vẫn điềm nhiên như không mà đi dạo mua sắm sao? Vừa nói anh ta vừa cúi người xuống gần Cố Tuyết Nghi, không để anh ta chờ lâu, cô liền vặn ngược lại anh trai cậu mất tích ở nước ngoài, cậu cũng điềm nhiên như không mà đi chơi hoạt động cực độ đó. Văn Gia bị Cố Tuyết Nghi nắm trúng đuôi, chỉ biết nghẹn họng lại, bất chợt không kịp suy nghĩ được gì để đối đáp. "Một lúc sau, nếu anh ấy không về, tôi cũng ném mình vào biển cả mà chết đi, không phải tốt sao?" Văn Gia nói lý do hôm ấy cậu chọn nhảy xuống biển. Cố Tuyết Nghi đẩy Nguyên Văn Gia cách xa người cô, "Nếu cậu sớm nói với tôi như vậy, thì lúc tôi nhấn cậu xuống nước, tôi sẽ kiên định không buông tay." Nguyên Văn Gia nghe vậy liền đổ mồ hôi hột nếu không có cố tuyết nhi hôm ấy chẳng biết cái mạng anh lúc này ra sao nữa cố tuyết nhi đưa tay lên cổ có vẻ vì ngồi ghi chép nãy giờ làm cả người cô vô cùng mỏi sẽ có ký giả bát quái chụp tôi chứ văn gia không chút suy nghĩ đương nhiên đợi đã đây là thủ đoạn của chị sao để người ngoài biết được yến gia vẫn hoạt động bình thường như cũ không có bất kỳ hỗn loạn nào cuối cùng thì nguyên văn gia cũng hiểu được những hành động của cô tất cả đều để người ngoài phải tôn trọng yến gia không chỉ cho mọi người biết yến gia vẫn hoạt động bình thường mà còn hoạt động vô cùng năng nổ tổ chức yến tiệc cũng là để nhe nanh rằng bên cạnh yến gia còn có những gia tộc khác chống đỡ nguyên văn gia tiếp tục nói lên dòng suy nghĩ của mình bao gồm yến tiệc ngày 17, bảy chị mời giang nhị là vì để thế giới bên ngoài tưởng rằng yến gia và giang gia cố tuyết nghi không hề phản bác quay qua phía văn gia rạng rỡ cậu cảm thấy vậy sao nói rồi cô bước ra ngoài để lại nguyên văn gia đứng im như phỗng trong phòng vẻ mặt đam chiêu cố tuyết nghi rốt cuộc chị muốn làm cái gì chuyển cảnh tới gia đình nhà họ giang giang tịnh từ trên cầu thang bước xuống chưa thấy hình đã kịp nghe tiếng má vương con muốn ăn ăn đói rồi đói chưa kịp dứt câu cậu liền thấy có người xuất hiện trong nhà thì ra là anh hai đáng kính của cậu anh anh hai sao anh hai không bật đèn vậy cậu giật mình hỏi thấy anh hai quanh người là một cỗ âm u giang tịnh lễ phép hỏi thêm anh tâm trạng không tốt hả nói rồi cậu tiến tới ngồi cạnh anh trai mình thấy trên bàn là một tấm thiệp đỏ cậu liền nhấc lên đọc đây không phải là yến tiệc mà chị dâu của yến văn bách tổ chức sao dường như tất cả mọi người trong giới thượng lưu đều nhận được thư mời rồi cũng mời chúng ta nữa hả nhưng yến gia không phải đối phó với chúng ta hay sao em nghe nói hai nhà phong tống đều không nhận được thư mời giang tịnh thắc mắc yến gia và giang gia xưa nay đều đối đầu với nhau hơn nữa gần đây còn có vụ đánh nhau giữa cậu và yến văn bách ấy vậy mà nhà cậu nay lại nhận được hẳn thiệp mời đến yến tiệc bấy giờ giang tiên sinh mới câu mày bao nhiêu tức giận đều thể hiện hết lên cơ mặt đúng rồi mời anh lại không chỉ mời anh giang tiên sinh nhíu mày cười nói tiếp cô tuyết nghi khéo lấy lão tử ra làm công cụ thật khỏi phải nói giang tiên sinh từ khi biết rằng không chỉ mình hắn mà cả giới thượng lưu đều nhận được thiệp mời đến yến tiệc cũng đã nhận ra âm mưu của cô tuyết nghi là gì không khỏi ấm ức vì chỉ được cô xem là một vật để lợi dụng chuyển đến một căn phòng khác của dinh thự nhà họ yến cô tuyết nghi lúc này đang cầm một cốc nước tay còn lại thoăn thoát lật từng trang sách đột nhiên từ ngoài truyền vào tiếng của một nữ nhân lấy cho tôi một ly cà phê đá cà phê vừa say không thêm đường tên người hầu đứng cạnh sau khi nhận được yêu cầu cúi gằm mặt đáp vâng sau màn đối đáp cô tuyết nghi mới quay mặt sang phía họ dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nữ nhân kia trong đầu đang tìm lại hình ảnh của người này trong ký ức của nguyên chủ nữ nhân này là hạ phu nhân là chị em giả dối của nguyên thân hình ảnh hiện lên trong tiềm thức cố tuyết nghi là hạ phu nhân đây đang diện trên mình một bộ đồ lộng lẫy tạo dáng chụp ảnh cùng một nữ nhân khác trong khi đó nguyên thân lại chỉ đứng bên cạnh tay cầm một chiếc túi vẻ mặt bối rối trong nguyên chủ cố tuyết nghi lúc đó chẳng khác gì một trợ lý nhỏ bé của hạ phu nhân nguyên chủ vì bước vào giới thượng lưu và hòa hợp vào hội thời thượng không ít lần trước mặt những người này hạ thấp cô ấy cúi đầu cao quý có thể thấy người mang danh hạ phu nhân này từ trước đến giờ chẳng có một chút tôn trọng gì đến nguyên chủ thậm chí còn cố gắng hạ bệ cô hạ phu nhân lúc này bước tới trước mặt cố tuyết nghi kênh kiệu nói hôm nay cô không trang điểm hả cố tuyết nghi chẳng nể nang gì vứt cốc uống nước ban nãy uống dở vào thùng rác ngay trước mặt cô ta hơi hợt đáp lười hạ phu nhân nghe thấy vậy liền tỏ vẻ quan tâm sao cô lại uống thứ thức uống rác rưởi này? Cô sẽ không chỉ vì xem tin tức mà đau lòng tuột độ đó chứ. Mồm miệng thì tỏ vẻ quan tâm, nhưng thực chất ý nghĩa của lời nói là châm chọc cô, giờ lại phải đi uống thứ nước rác rưởi, đúng là người đàn bà nham hiểm, khẩu Phật tâm xà. Cô Tuyết Nghi nghe xong quay sang hỏi, tin tức gì vậy? Hạ phu nhân nghe vậy không khỏi bất ngờ. Tin tức quan trọng như vậy mà người đàn bà này lại chẳng hề quan tâm ư? Chính là ùn ùn kéo đến, nghe nói tưởng mộng có thai con của Yến tiên sinh. Nói xong cô ta liền tiến đến gần Cố Tuyết Nghi, làm rõ thắc mắc thật hay giả vậy cô tuyết nghi nghiêng đầu nhìn cô ta đáp là giả đó đi dạo quầy chuyên doanh không không muốn để hạ phu nhân đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa cô tuyết nghi biết cô ả à này rất thích đi mua sắm liền rủ cô ta đi sắm chút đồ hạ phu nhân nghe thấy mua sắm liên quẳng những thứ vừa hỏi ra sau đầu vẻ mặt hào hứng cười tươi như hoa đúng 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 mua sắm một lúc sau tại châu phi xa xôi tinh 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 âm báo di động điện thoại kêu lên không ngừng kèm theo đó là một chuỗi thông báo hiện trên màn hình số đuôi của anh thẻ ngày 15 tháng 10, 14 giờ 11 phút thanh toán nhanh 23000.00 .00 đồng. Số đuôi của anh thẻ, ngày 15 tháng 10, 14 giờ 12 phút thanh toán nhanh 11000.00 .00 đồng. Thanh toán nhanh 41000.00 đồng. Hai người lính bên cạnh thấy, âm báo điện thoại của lão đại không ngừng vang lên, kèm theo đó là một dãy hóa đơn thanh toán, không khỏi hốt hoảng, đây không phải bị trộm thẻ sao. Sao lại đột nhiên tiêu nhìn tiền dữ dội vậy? Chiếc điện thoại sau đó vẫn không ngừng lên tiếng tinh tinh, có vẻ như người cầm chiếc thẻ bên kia không có ý định dừng lại. Hai tên bính lính hốt hoảng là thế, ấy vậy Yến Triều, lão đại hai người họ, người đang bị quẹt thẻ vô tội vạ lại chẳng thể hiện gì, dường như đây đã là một việc quá đổi thường ngày với lão đại nhà ta. Yến Triều trong đầu chỉ nghĩ, hồi phục bình thường rồi à. Anh cất tiếng hỏi mấy người lính, ca ra còn cách nơi này bao xa nữa. Chuyển cảnh về khu trung tâm thương mại, nơi Cố Tuyết Nghi và Hạ Phu Nhân đang shopping, Hạ Phu Nhân nhìn số đồ mà Cố Tuyết Nghi vừa thanh toán, lo lắng thay, Yến Phu Nhân dựa vào cách tiêu tiền này của cô hôm nay không thể không mất nghìn vạn cô tuyết nghi nghe vậy cũng chẳng có biểu hiện gì mặt lạnh tanh đáp ừm có lẽ vậy rồi lại tiếp tục nói với nhân viên cái này cái này và cái này gói lại hết thanh toán xong cô tuyết nghi quay qua nhìn hạ phu nhân cười tôi mua xong rồi hình như hạ phu nhân hôm nay chưa mua được gì nhỉ hạ phu nhân ngây người gượng cười đáp hàng hóa ở đây hình như đã bị cô mua hết cả rồi tôi còn có thể mua gì chứ cô tuyết nghi đây cũng không kiêng nể gì vậy thật sự phải cảm ơn hạ phu nhân đã bỏ qua những thứ mình thích hạ phu nhân khóe miệng giật giật chỉ biết gượng cười không cần cảm ơn cô tuyết nghi cầm điện thoại lên xem giờ không còn sớm nữa rồi vậy tôi về trước đây hẹn lần sau nhé nói rồi cô tuyết nghi cùng đám vệ sĩ thong dong bước đi để lại hạ phu nhân một mình ngơ ngác giơ tay ra phía trước níu kéo gọi với theo ôi hạ phu nhân ngây người mặt mũi méo xệch tay còn chưa kịp bỏ xuống cô ấy bỏ mình ở đây mà đi như vậy sao chuyển cảnh đến giảng đường nơi Yến Văn Bách đang ngồi học cùng hai thanh niên khác, trên bàn là hộp cơm mà Cố Tuyết Nghi dặn người hầu gửi đến cho cậu. Yến Văn Bách nhìn cặp lồng cơm được gửi đến, mặt mũi đăm chiêu, nếu như Cố Tuyết Nghi diễn kịch, thật sự mỗi ngày đều diễn kịch như vậy sao? Bỗng nhiên hai thanh niên bên cạnh cậu bật dậy, khoác lấy vai cậu, người áo tím cảm thán, tứ thiếu gia người nhà cậu thật tốt nha, mỗi ngày đều mang đồ ăn tới. Anh bạn áo nâu bên cạnh cũng tiếp lời, mỗi ngày có người nhớ đến cậu, quan tâm cậu. Loại cảm giác này có gì giá trị bằng chứ? tên áo nâu lại tiếp tục tỏ ra hờn rỗi nào giống ba mẹ tớ bây giờ tớ đã mười mấy tuổi rồi bọn họ cũng không nhớ rõ nữa tên áo tím cười khỉnh tiết học tiếp theo còn lên lớp không bên kia gọi điện bảo chúng ta qua đó sớm chút yến văn bách nghe vậy cảm giác như được giải thoát nhanh thoăn thoắt đeo ba lô lên dứt khoát không học nữa đi chưa dứt lời tinh tinh tiếng chuông điện thoại của yến văn bách rung lên thì ra là cố tuyết nghi gọi đến cô hỏi thăm nghe người làm nói tối nay cậu phải ra ngoài chơi không về nhà hả Yến Văn Bách nhấc điện thoại lên đáp, "Ừm, có chuyện gì không?" Cố Tuyết Nghi liền hỏi, "Chơi vui không, hay là dẫn tôi đi theo chơi cùng?" Yến Văn Bách bày ra vẻ mặt kỳ quặc, giúp Phú Nhị đại mời người cực kỳ lười chơi trò chơi, có thể chơi được thứ gì chứ? Trong tưởng tượng Yến Văn Bách, Cố Tuyết Nghi diện một chiếc váy đỏ sẫm, đang đứng trên một chiếc du thuyền. Phía sau cô là những đôi trai gái mặc đồ bơi đang đẩy đưa, cư cẩm, thác loạn, chỉ có mình cô đứng ở mũi du thuyền. Nghĩ đến đây, Yến Văn Bách lo rằng chị dâu mình thực sự sẽ đến những nơi như vậy, hơn nữa đến đó cô còn có nguy cơ bị lũ trai tồi trêu đùa văn bách lắc đầu dữ dội phản đối chơi không vui chị đừng đến tôi học xong sẽ về nhà hai tên bạn học nghe vậy liền hỏi tứ thiếu ra cậu không đi nữa hả yến văn bách mặt đầy hắc tuyến tức giận đáp đi cái bíp hai tên kia nghe vậy cũng chỉ biết im lặng không hiểu lý do gì lại có thể khiến thiếu gia ăn chơi nhà ta chịu từ bỏ cuộc chơi yến văn bách vừa về tới nhà lập tức ném chiếc ba lô xuống ghế em thật sự trở về rồi yến văn ra ngồi một bên kiểm tra tài liệu thì cười nói khi thấy em trai mình về nhà. Văn Bách vẻ mặt mang chút cọc cằn vô ngay lấy điện thoại chất vấn anh. Anh nghe thấy Cố Tuyết nghi gọi điện cho em hả? Đột nhiên cậu nhận được cuộc điện thoại từ Thi Thành Bân, nhưng lại quả quyết tắt máy. Từ chối cuộc gọi, Văn Gia vẫn bình thản, pha chút điểm đạm. Là Thi Thành Bân đó giúp người ta hẹn em hả? Nhưng Yến Văn Bách lại né tránh câu hỏi của anh. Anh không phải đến phim trường sao? Đáp lại cậu ta là giọng lạnh băng như chẳng có chuyện gì của Yến Văn Gia. Không muốn đi. Trùng hợp ghê, em cũng không muốn đi nói rồi cả hai người lường nguyết nhau tỏ thái độ bất mãn với đối phương gươm súng đều đã sẵn sàng tới nỗi giúp việc trong nhà cũng phải bất lực thực sự không dám chen ngang vào yến văn bách thì khó chịu nhưng ngược lại là yến văn gia vẫn luôn thoải mái trò chuyện làm cho bầu không khí dần đông cứng tiếng lạch cạch của giày va vào nền đất vang lên liên tục là cố tuyết nghi trong bộ váy hoa trắng từ trên cầu thang bước xuống làm cả hai vị thiếu gia dừng việc đối chất với nhau bữa tối đã chuẩn bị xong rồi cùng nhau ăn thôi khó có thể đầy đủ mọi người trong nhà cùng nhau ăn cơm, đáng để cụng một ly chúc mừng. Cô Tuyết Nhi nâng ly rượu vang trên tay lắc nhẹ, mỉm cười. Cả ba người cùng cụng ly nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn còn ở đó. Yến Văn Bách sốt ruột lên tiếng hỏi cô, chị thực sự phải tổ chức yến tiệc sao? Ừm, thư mời đã phát hết cả rồi. Chỉ một câu nói làm sao có thể lung lay ý chí của cô Tuyết Nhi, chị biết tới lúc đó sẽ có bao nhiêu người đến không, ở hiện trường chị không chế nổi không, cậu ta lo lắng dò hỏi từng tí một. Địa điểm chị đã chọn xong chưa, yến tiệc, nhân viên phục vụ chị đã đặt xong hết chưa nhưng có vẻ cố tuyết nghi đã không mấy để ý và chẳng quan tâm tới những câu hỏi của yến văn bách những chuyện nhỏ đó à giao cho trần vu cần rồi tới nỗi làm cậu ta thay đổi sắc mặt ngạc nhiên mà mở to mắt ra nhìn người chị dâu cái gì trần vu cần đồng ý làm cho chị vậy sao tuy nhiên cô lại chỉ có lời khen ngợi cậu cậu lo lắng chuyện trong nhà này xứng đáng được khích lệ nhưng mà cậu nên tin tưởng chị vừa nói tay cố tuyết nghi vừa cắt miếng thịt trên dĩa rồi quay sang nhìn yến văn ra cậu ấy tin tưởng chị yến văn ra nghe tới nỗi sặc cả rượu ho vài lời rồi lên tiếng tôi nói vậy lúc nào tôi rõ ràng chỉ là muốn nhìn thấy chị có thất bại hay không thôi cậu cố gắng từ chối rằng đó là lời từ chính miệng cậu nhưng dường như cố tuyết nghi cũng chẳng mang tới mà quay sang hỏi yến văn bách cho nên hôm nay cậu vốn định muốn đi chơi cái gì không gì đừng hỏi nữa cuộc trò chuyện của hai người được cắt ngang bởi giọng điệu cố ý muốn chọc tức em trai của yến văn gia ờ anh có thể hiểu làm yến văn bách tức gần này lửa đã rõ ràng cậu ta bất mãn với người anh trai này thế nào tay đập lên bàn mà gọi toẹt tên anh trai mình ra yến văn bách hai người giúp việc ở gần đó cũng bị làm cho bất ngờ hai vị thiếu gia vậy mà có thể ngồi cùng một bàn ăn cơm rồi giọng điệu có phần thắc mắc tự hỏi nhau cũng không biết đã xảy ra chuyện gì phu nhân quả thực đã lột xác có chút giống phu nhân nhà hào mua rồi ở một bên khác là giản nhuế ngồi lì trong phòng làm việc của chú nhỏ giản xương minh lật từng trang tài liệu cháu đã ngồi đây một giờ đồng hồ rồi nói đi rốt cuộc là chuyện gì giản nhuế ấp úng là chuyện của tào gia diệp người chú nhỏ nghe xong cũng chẳng mấy có vẻ bất ngờ gì lại qua lại với một nữ diễn viên nữ người mẫu nào à giản nhuế tay giơ hình ảnh trên điện thoại ra tỏ vẻ chắc chắn không sai vào đâu được cô gái tóc hồng hiện ra rõ ràng đằng sau là cố tuyết nghi cùng vệ sĩ nữ minh tinh tên tưởng mộng chú nhỏ chú không xem tivi chắc cũng không biết rõ đâu cô ta đang làm việc ở công ty của tào gia diệp từ năm trước cháu đã nghe thấy loáng thoáng một chút thông tin rồi. Nhưng bây giờ tin tức ùn ùn kéo đến, đều nói là cô ta có thai đứa con của Yến Tổng, làm cháu cũng hồ đồ luôn. Giọng điệu giản nhuế từ né tránh dần trở nên bất lực với việc này. Nói rồi giản xương minh tay phóng to ảnh ra về phía cố tuyết nghi cùng người vệ sĩ, gương mặt có chút trầm ngâm nhìn. Cháu nói, tin tức ùn ùn kéo đến sao, vâng, cho nên cháu mới hoài nghi là cháu điều tra sai. Giản tiên sinh chợt nói về cố tuyết nghi, giải thích mọi khúc mắc của giản nhuế. Biết tại sao Cố Tuyết Nghi phải mở yến tiệc không? Là bởi vì muốn tuyên bố khắp cho mọi người biết tình trạng bây giờ của Yến gia, tiêu xài bị động làm chủ động, đạt được mục đích của cô ấy. Giản Tiên Sinh nhắm nghiền mắt, Giản Nhuế sau khi nghe xong thì tự mình hiểu ra, cúi đầu xuống. Vậy tin tức ùn ùn kéo đến kia cũng là vì để nhiều người biết đến. Giản Sương Minh không nói hay giải thích gì thêm, mặc kệ cho cô tự tìm hiểu mọi ngọn ngành của sự việc. Cho nên nếu cháu muốn biết chuyện của Tưởng Mộng, chi bằng trực tiếp hỏi Cố Tuyết Nghi đi. Lúc Giản Nhuế đã chuẩn bị rời khỏi phòng, bỗng giản tiên sinh lên tiếng đợi một lát hôm trước cháu ở yến gia cảm thấy cố tuyết nghi là con người thế nào giản nhuế suy nghĩ một chút từng câu từ thể hiện rõ ràng sự chắc chắn về yến phu nhân trong lòng cô cô ấy là một người hoàn toàn không giống với lời đồn giản sương minh vẫn mang vẻ trầm ngâm như lúc đầu gật đầu nhẹ mong chờ cũng sắp đến ngày 17 rồi người trợ lý sốt ruột báo cáo tình hình hiện nay cho trần tổng trần tổng dư luận trên mạng liên quan đến yến tiệc bùng nổ rất dữ dội có cần tập đoàn ra tay người đàn ông ngước nhìn ánh mắt lạnh lùng ra đằng sau chẳng ai khác là cố tuyết nhi trong bộ váy dạ hội màu đen tuyền quyến rũ chính là vẻ đẹp quyền quý của yến phu nhân giới quý tộc bộ lễ phục cổ bằng nhung tơ này được thiết kế từ tay nghề của một vị sư phụ đặc biệt nằm trong bộ sưu tập thu đông cao cấp năm 2018 phối hợp với ngọc lục bảo tổ mẫu cực kỳ khoan thai cao quý người giúp việc một bên kể lể về nguồn gốc của bộ cánh thiết kế tỉ mỉ mà cố tuyết nhi đang mặc trên mình không thích hợp yến ra mời bốn phương thân làm gia chủ nhất định phải mặc trịnh trọng một chút mới được. cô lắc đầu thất vọng. trong quá khứ, cô tuyết nghi làm chủ yến tiệc đã nhiều, đa phần đều là diện quan phục truyền thống của nơi ấy. đáng tiếc không thể mặc quan phục, y phục thời đại này thực sự quá khó chọn. đáp lại lời trợ lý là trần tổng chẳng mấy quan tâm tới những tin đồn nhạt nhẽo ấy. nhẹ nhàng bước về phía cố tuyết nghi vẫn còn đang chọn đồ. phu nhân thấy bộ nào không hợp mắt sao, làm cô có vẻ khá băn khoăn, trong đầu điên cuồng tìm kiếm. ừm, tôi nghĩ nên mời một đội tạo hình đến ngược lại trần tổng vẫn lưu loát đồng ý với suy nghĩ của yến phu nhân tôn trọng ý kiến của cô tôi sẽ đi sắp xếp ngay tại sân bay một cô gái mặc đồ đen khắp người có hành tung khá mờ ám nhìn khắp xung quanh như tìm kiếm cô ta là người được tưởng mộng giao nhiệm vụ đi đón tam tiểu thư yến ra yến tiểu thư bên này cô gái tóc ngắn trông trẻ trung năng động pha thêm chút đáng sợ này là yến văn thù tam tiểu thư yến ra có vẻ đã đứng chờ đã lâu yến tiểu thư chúng ta lên xe trước đi giọng điệu cô ta có vẻ khá kính nể Yến Văn Thủ. Thay vì đồng ý lên xe trở về, Yến Văn Thủ đưa ra một địa chỉ khác. Không cần, đến địa điểm này gặp. Nói rồi, cô đi trước. Hai người cùng bước lên chiếc siêu xe đang đỗ, chờ thời gian đón tam tiểu thư về tới Yến ra. Cô muốn đến Yến tiệc của Yến ra không? Là. Chuyện này cần được giải quyết, phải không? Cô về nước, không phải vì chuyện này sao? Cô gái mặc đồ đen ban nãy, ngồi bên cạnh tưởng mộng tay ôm bụng là trợ lý, lời có chút ấp úng hỏi Yến Văn Thủ. Tam tiểu thư Yến ra lại ngược lại với nhà mình, không phải vẻ điềm đạm khoan thai, lại là mang xu hướng hiện đại, năng động. Ừm, vậy thì đi thôi. Tưởng Mộng và người trợ lý cùng bốn mắt nhìn nhau. Yến tiểu thư, nhưng nhà thiết kế ban đầu không cho chúng tôi mượn lễ phục. Cho nên lễ phục của Tưởng Mộng, chưa nói hết câu, cô ta ngay lập tức bị Yến Văn Thù cắt ngang lời. Không phải cô đang trông chờ tôi giúp cô tìm chứ hả? Tay cầm điện thoại, nhìn cô như bất cần đời vậy, tuy nhiên Yến Văn Thù lại mang vẻ đẹp khiến người khác nhìn không thể dứt ra được. Không có việc gì khác, cô có thể đi được rồi. Tưởng mộng vẻ mặt tức giận lao ra khỏi cửa, người trợ lý bên cạnh có chút lo lắng. Yến Văn Thù không giúp đỡ, xem ra chỉ có thể tìm anh ta thôi. Đúng lúc này, Tào Gia Diệp gọi đến máy cô ta. Chợt cô ta thầm nghĩ lần này bất luận thế nào đều phải áp đảo cố tuyết nghi, lướt trên Weibo những bình luận chửi rủa, xem thường mình. Suy nghĩ của cô ta từng chút từng chút trở nên gian xảo. Một giờ trước khi yến tiệc được bắt đầu, người giúp việc tất bật chuẩn bị. Phu nhân, ăn chút gì đi là có thể đến nhà hàng rồi ánh mắt sắc sảo của cố tuyết nghi dần hiện ra với bộ cánh trắng hiện lên vẻ quý phái của một vị phu nhân những người xung quanh ngơ ngác ngắm nhìn lấy vẻ đẹp của cô đã từng thấy ngũ quan tinh xảo cũng nhìn thấy phong cách phong tình còn có khí thế bức người nhưng trước nay chưa từng thấy phu nhân hào môn nào đó có thể có những thứ đó tập hợp trên người ai ai cũng ngước mắt nhìn cố tuyết nghi vừa ngưỡng mộ lại pha chút ngạc nhiên người trợ lý cúi đầu xuống cô phải cẩn thận một chút âu cũng vì chân váy quá dài cố tuyết nghi chỉ đáp lại một từ được từ xa là Trần tổng nhìn vào trong cửa tới nỗi không giấu nổi sự bất ngờ trong ánh mắt. Trần tổng và cô cùng nhau tới yến tiệc. Đây là. Đây là thực đơn bữa tiệc, mời yến phu nhân xem qua. Người phục vụ tay cầm thực đơn, tỏ ý muốn người chủ trì duyệt qua trước. Nhưng Trần tổng lại đưa tay đón lấy tờ giấy. Phu nhân hôm nay trang phục lộng lẫy, sao có thể phủ phục khom lưng làm những chuyện này. Vậy thì cực khổ cho thư ký Trần rồi, người người tất bật dọn dẹp, bê đồ để chuẩn bị cho yến tiệc sắp bắt đầu. Cô Tuyết Nghi ngồi trên sofa nhìn họ điềm đạm. Yến phu nhân, đây là danh sách người hôm nay. Yến phu nhân, đây là hôm nay. Cô Tuyết Nghi chưa kịp trả lời thì Trần Tổng đã lên tiếng hết đưa cho tôi, bên ngoài khu tổ chức yến tiệc toàn là phóng viên bao trọn. Chiếc siêu xe đỗ trước thảm đỏ là một người quan trọng trong yến tiệc sắp tới. Giản tiên sinh đến. Toàn bộ phóng viên nháo nhào lên, sau khi biết người trong xe không ai khác chính là Giản Sương Minh. Trần Tổng của các anh đâu? Giản Sương Minh bước khỏi xe đã lên tiếng xung quanh là bao chọn các phóng viên liên tục chụp ảnh để đưa tin. Các phóng viên đã không khỏi hoảng hốt khi có sự xuất hiện của Giang Nghị. Sau đó, mọi sự chú ý bắt đầu đổ về Cố Tuyết Nghi trong bộ cánh tựa thiên nga trắng. Giang tiên sinh, chào buổi tối. Cố Tuyết Nghi mỉm cười về phía Trần Tổng cũng khiến cho anh chợt thả lòng. Dưới ánh nhìn và máy ảnh của cánh nhà báo phóng viên, là Cố Tuyết Nghi trong bộ váy trắng cùng thư ký Trần đằng sau, thư ký Trần vừa chủ động tiến đến trước thì bỗng bất ngờ về chính bản thân mình. Mình đang làm gì vậy? trước khi đại não kịp phản ứng thì cơ thể đã đưa ra lựa chọn, trong lúc anh vẫn còn đang ngơ người ra thì Cố Tuyết Nghi đã đón tiếp Giang Tiên Sinh vào yến tiệc. Giang Tiên Sinh, mời bên này. Được, vừa đi cậu ta vừa lén nhìn Cố Tuyết Nghi đứng đằng sau đang cười nhẹ, đây chính là. Quả táo ngọt đó sao? Giang Tiên Sinh vừa bước vào thì đến lượt em trai cậu ta ra mặt, Giang Tịnh, hắn ấp úng, "Chị Cố." "Không, chị, chị dâu, có vẻ chưa nói hết thì toàn bộ cánh nhà báo đã nháo nhào lên, dù gì thì thầm với nhau, "Chị dâu, tình huống gì đây?" tại sao Giang thiếu gia lại gọi cô ấy là chị dâu? Giang Tịnh nhận ra mình nói sai rồi nhưng Cố Tuyết Nghi có vẻ không quan tâm lắm, liền quay lại bảo chữa, "Không không không, ý của tôi là, tôi, tôi gọi theo Yến Văn Bách đó, câu bảo chữa của cậu ta chẳng làm mọi chuyện tốt hơn, gọi theo Yến Văn Bách." Hai người có phải là, đan xen là tiếng tách tách liên tục của máy ảnh, "Không không không, chỉ là cùng tuổi thôi mà." Mẹ nó, nói nhiều càng sai nhiều, càng tô càng tối, mình vẫn nên khép miệng lại. Có vẻ cậu ta đã tự biết lời của mình kéo mọi chuyện tệ hơn thế nào, Đằng sau hắn đang nghĩ thầm là Cố Tuyết Nghi và Giản Sương Minh đi đến, "Giản tiên sinh, chào buổi tối, mời anh qua bên này." Để thể hiện phép lịch sự, là Giản tiên sinh cúi đầu, "Yến phu nhân mời." Hai người làm cho các phóng viên tự bình luận, cảm thấy Cố phu nhân và Giản gia càng thân thiết hơn. Nhưng không phải cô ấy đón chào Giang gia trước sao? Cánh nhà báo và phóng viên như chia bè chia phái, Cố Tuyết Nghi thân thiết với Giản gia hay Giang gia hơn? Đó gọi là nghệ thuật bưng trà rót nước. Xa kia chính là tưởng mộng tức giận, cắn móng tay, Cố Tuyết Nghi mời đến nhất định là đoàn đội thay môn đỉnh cao trong nước rồi à ngẫm nghĩ một lúc lâu nếu như sớm biết là như vậy chi bằng thẳng thắn thấp giọng bây giờ cao giọng người lại bị còn cố tuyết nghi ép đến chết nói không chừng lại thành đề tài bàn tán truyền thông nữa tưởng mộng à nghĩ đến cả tương lai khiến cho yến thủ bên cạnh cũng thắc mắc ngây người ra đó làm gì đi không yến thủ có chút khó chịu nhìn về à. ôi đến ngay tưởng mộng nghĩ yến thủ khó chịu thì quay sang cười tươi tam tiểu thư yến ra đi đằng trước nhắm nghiền mắt cô muốn làm yến phu nhân hả tưởng mộng cười ngượng không tôi không dám nghĩ đến yến thù mặt không thay đổi đã bộc lộ hết dã tâm của cô rồi lúc sau quay ra mặt cô tối sầm lại nhưng tôi nói cho cô biết nếu như nói cố tuyết nghi không xứng vậy cô càng trăm nghìn vạn lần không xứng tưởng mộng ngay xong đã không còn thoải mái chừng mắt lên mà yến thù cũng chẳng màng tới cô ta trong yến tiệc là cố tuyết nghi tay nâng chén rượu đứng bên cạnh nghe giang tổng nói chuyện yến phu nhân ràng buộc giang ra tôi và yến ra cô thành một khối tôi có điểm tốt gì chứ nói rồi mắt hắn như viên đạn hướng về phía tuyết nghi khiến cô phải lùi lại phía sau cô phải cho tôi một ít lợi lộc đằng xa là thư ký trần và giản tiên sinh lường nguyết hắn giang tổng thấy hắn liền thấp giọng xuống tỏ ý muốn hòa hiếu vui vẻ tuyết nghi suy nghĩ một chút lợi lộc sao vậy tôi nói trần vũ cần chia hạng mục bảo hâm cho anh nhưng giang tổng chỉ cười yến phu nhân xem tôi là đồ ngốc à cô không đi hỏi trần tổng hạng mục đó đã lỗ bao nhiêu tỷ rồi cô tuyết nghi nghe hắn nói rồi lặng lặng suy nghĩ xem ra những người phụ trách liên quan đến bảo hâm tham ô của công nên hạng mục đó mới thành một mớ hỗn độn mặc dù không hiểu biết nhiều về yến triều nhưng hiện nay nhìn thấy cổ tay anh ấy phải rất lợi hại chứ tại sao vẫn ở trong mớ hỗn độn như vậy có lẽ lúc anh ấy nắm giữ trong tay sự hỗn loạn đó đã dối bời rồi chưa nghĩ hết lời của giang tổng đã xen vào yến phu nhân cô giang tiên sinh sẽ cần cô tuyết nghi khẳng định lại làm cho giang tổng tới bất ngờ đừng nói trần vu cần nói thế nào là cô tin như vậy nha hắn chẳng tin nổi cố tuyết nghi lại ngây thơ tới vậy tuyết nghi né tránh ừm thử xem dâu hôm nay so với hôm trước ngon hơn nhiều đó tay cô dơ lên là quả dâu đỏ mọng giang tổng không thể kiềm chế trước vẻ quyến rũ đó liền nuốt nước bọt bên kia là trần tổng đứng với giản sương minh giản tiên sinh thật ngại quá xin phép vắng mặt một chút giản sương minh hiểu ngay ý của thư ký trần đúng lúc tôi cũng có vài lời muốn nói với yến phu nhân cùng đi đi thư ký trần bước đến dơ ra chiếc khăn tay đưa cho tuyết nhi yến phu nhân còn lại là giản sương minh bắt chuyện với giang tổng đến đây thật đúng lúc giang tổng khó chịu khi bị hai người xen vào giữa không gian riêng của mình và cố tuyết nhi chưa kịp đáp lời thì từ xa là yến văn thủ lưỡng thững đi đến cố tuyết nhi chúng ta nói chuyện đi buổi yến tiệc tại dinh thự nhà họ yến đang diễn ra rất suôn sẻ bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân tóc tém mặc quần áo rất cá tính nhưng trông không phù hợp với buổi yến tiệc chút nào đột nhiên xuất hiện một kẻ lạ mặt lại không có tên trong danh sách mời lại còn cả gan dám gọi đích danh cố tuyết nhi tất cả mọi người trong buổi yến tiệc đều bất ngờ khe khẽ xì xào bàn tán về sự xuất hiện của nhân vật này cố tuyết nhi khoanh tay đứng đối mặt với người kia sau đó quay sang hỏi trần vu cần đứng cạnh mình Cô ấy là ai vậy? Người kia nghe vậy liền tỏ ra khó chịu. Nếu mày nói, cô giả bộ cái gì? Đừng nói là cô không quen biết tôi. Trần Vu Cẩn lúc này áp sát lại gần cô, khẽ giải thích. Thái Thái, đây là Yến Tam tiểu thư, Yến Văn Thủ. Trông thấy Trần Vu Cẩn và Cố Tuyết Nhi có vẻ thân thiết, Yến Văn Thủ đứng đối diện nghiến răng nghiến lợi, hai bên lông mày nhíu đến mức sắp chạm vào nhau. Trần Vu Cẩn trở thành người của Cố Tuyết Nhi từ khi nào vậy? Còn đứng giải thích với cô ta nữa. Cố Tuyết Nhi sau khi nghe thư ký Trần giải thích, không kiêng nể gì chấn chỉnh lại. Ồ, gọi thẳng tên tôi như vậy cứ tưởng là con bé không có gia giáo nào ở đâu chui ra. Đi theo người ta vào đây kiếm cơm chứ. Yến Văn Thù lần đầu tiên bị người khác mắng ở chốn đông người, cả người cô ta cứng nở. Nghiến răng nhìn về phía Cố Tuyết Nghi như thể muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại chẳng thể thốt nên lời nào. Tưởng Mộng đứng đằng sau nghe thấy Cố Tuyết Nghi mắng Yến Văn Thù như vậy, cũng vô cùng bất ngờ, thầm cảm thán, trời, ngay cả Yến Văn Thù mà cô ta cũng dám mắng. Cách đó không xa chính là Giang Tịnh, người đang nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người họ nãy giờ, trong lòng không ngừng cổ vũ cố tuyết nghi Yến thái thái chị cố chị dâu ra tay đi nhớ về câu chuyện lần trước được cố tuyết nghi thưởng cho mấy cái thắt lưng vào người mà thể chống cự giang tịnh cay cú không thể chỉ đánh con nhà người khác ý muốn coi yến văn thù lần này bị yến thái thái nhà ta dạy cho một bài học như hắn đã từng yến văn thù đến giờ mới kịp tiêu hóa những gì cố tuyết nghi vừa nói tức giận lỗ mãng chỉ thẳng tay vào người chị dâu của mình tức tối nói không nên lời cố tuyết nghi cô trần vu cẩn thường ngày không hay xen vào chuyện của người khác nay lại lên tiếng binh vực cố tuyết Nghi, cô không có nói sai được thư ký trần binh vực cố tuyết Nghi liền không ngần ngại tiến lên một bước tỏ rõ khí thế phu nhân của một gia tộc lớn áp bức cô bé yến văn thù trẻ người non dạ lùi về sau cố tuyết nhi đanh mặt cúi xuống nhìn văn thù giọng điệu dạy dỗ bề dưới cô bé này hơi ngốc trần vu cẩn đứng ngay sau nghe được những lời cô vừa nói liền không khỏi cảm thán điểm này hoàn toàn giống như những gì tôi nghĩ không biết vì sao trong lòng tôi cũng nảy ra một từ cái này gọi là tâm linh tương thông này Trần Vu Cẩn tự ảo, đối diện với cô bé Yến Văn Thù bây giờ không chỉ có mỗi Cố Tuyết Nghi, đằng sau cô còn là ba người đàn ông vô cùng có tiếng nói, không chỉ thế ánh mắt của ba người hoàn toàn chỉ dán lên người Cố Tuyết Nghi. Yến Văn Thù tức tối lớn giọng, "Các người, các người đều bị cho uống thuốc mê hồn hết rồi hả?" Cố Tuyết Nghi đứng khoanh tay, gương mặt lạnh tanh, ném ánh mắt hình viên đạn về phía Văn Thù, Cố Tuyết Nghi lướt qua người cô ta rồi nói, "Cô, đi qua đây với tôi." Để lại sau lưng là Yến Văn Thù đang đứng giữa sự bàn tán sôi nổi của tất cả những người đang tham dự buổi yến tiệc khi ấy hai người cố tuyết nghi và yến văn thủ một chiếc đi trước kẻ bước theo sau đi đến một căn phòng cố tuyết nghi quẹt chiếc thẻ đen để vào phòng tích tích cửa phòng mở ra hai người cùng nhau tiến vào căn phòng trông giống như phòng tiếp đón khách bình thường yến văn thủ không nhanh không chậm ngồi xuống sofa bấy giờ cố tuyết nghi mới liếc nhìn yến văn thủ tức giận làm sao tôi cũng rất tức giận yến văn thủ quay ngoắt đi thờ ơ đáp lại hơ ai thèm để ý chị có tức giận hay không cô tuyết nghi lại dùng tư thế quyền lực quen thuộc thường ngày lên giọng dạy dỗ lại đứa em gái này tôi không ngờ ngay cả cả yến văn bách mà cô cũng không bằng nữa ý nói yến văn bách thường ngày sức sược nhưng trong những ngày hệ trọng cậu ta vẫn còn biết giữ thể diện cho mình cho gia đình ấy vậy mà yến văn thủ thân là con gái lại dám ăn nói lấc cấc với chị dâu ngay trước một buổi yến tiệc đông người như vậy hành động này không chỉ làm mất thể diện nhà họ yến mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến thanh danh của yến văn thủ đó là lý do mà cố tuyết nghi khi nãy nói văn thủ là cô bé ngốc không biết yến văn thù cố tình không hiểu hay không hiểu thực sự mà cô nàng vẫn tỏ ra không hề xấu hổ hơn nữa còn gân cổ lên cãi vỗ ngực tôi không bằng yến văn bách á tôi kém hơn sao tôi không để yến văn thù kịp nói hết câu cố tuyết nghi ngắt lời mặc kệ cô thực sự thích ngôi nhà của chính mình hay chỉ vì danh lợi địa vị mà yến ra mang đến cho cô nếu bây giờ cô có thể biết xấu hổ và hối hận vì hành động của mình ngày hôm nay đã làm mất mặt gia đình thì vẫn sẽ còn cứu được cố tuyết nghi đanh giọng nhắc nhở chưa cho yến văn thù một đường lui ấy vậy mà yến văn thù như chẳng nghe lọt tai những gì cô vừa nói còn bắt bẻ ngược lại chẳng lẽ cô chưa từng làm cho yến ra xấu hổ sao cố tuyết nghi chẳng hề có chút nào chột dạ điềm tĩnh giải thích nếu tôi làm điều gì sai những người khác sẽ chỉ nói về việc cố ra dạy dỗ tôi không tốt nhưng nếu cô làm điều gì sai thì những người khác họ chỉ biết bàn tán yến ra trên dưới đều không có giáo dục bấy giờ yến văn thù mới vỡ lẽ mở to mắt nhìn về phía cố tuyết nghi rồi lại cúi gằm mặt nhưng chuyện của tưởng mộng không thể không giải quyết cố tuyết nghi liền hỏi vậy cô muốn giải quyết như thế nào yến văn thù trầm mặc trong bụng của cô ấy có đứa con của anh cả tôi nếu nếu anh trai tôi thực sự chết ở bên ngoài vậy thì đứa trẻ này là đứa con duy nhất của anh trai tôi phải mồ côi từ trong bụng mẹ yến văn thù giải bày nghe vậy cố tuyết nghi cũng khá bất ngờ mà cảm thán wow. ngày xưa cũng đâu có thấy anh em các cô thương nhau như thế sao bây giờ lại quan tâm đến đứa con mồ côi trong bụng mẹ này thế kia yến văn thù bật dậy lớn giọng nói cô thì biết cái gì con cả của anh trai tôi rất quan trọng Tôi cũng ghét tưởng mộng, tôi ghét cô ta hơn tôi ghét cô nữa. Nhưng đứa bé này rất quan trọng, vì đứa bé ấy là con đầu lòng của con cả nhà họ Yến mà. Nghe đến đây, cô Tuyết Nghi liền ngước lên, vậy thì tôi còn phải cảm ơn cô rồi. Yến văn thù đỏ mặt, tự dưng lại được người khác cảm ơn, hơn nữa đây còn là người cô ghét. Cảm, cảm ơn cái gì, cô Tuyết Nghi vui vẻ đáp, vì ghét tưởng mộng. Yến Văn Thù biết được lý do liền quay mặt đi, ấp úng, tôi, cô, cô vui cái gì, tôi cũng không có ý khen cô, cô không biết đó thôi mà thôi để tôi nói thẳng luôn ghen của mấy người chúng tôi cộng lại cũng khôn bằng anh cả tôi nữa chỉ khi ghen của anh ấy được truyền lại thì mới xứng đáng là người thừa kế của yến ra thôi yến văn thủ giọng điệu tủi thân pha chút xấu hổ dãi bày có phải cô muốn nói đại thanh đã chết thì yến ra cũng có ngôi vị hoàng đế để kế thừa sao bấy giờ một giọt nước mắt chợt lan dài trên gò má văn thù cô vừa khóc vừa nói đúng vậy yến ra nắm trong tay quá nhiều thứ không phải là tương đương với có ngôi vị hoàng đế để kế thừa sao cô tuyết nghi nghe xong không hề có tỏ ra chút xót thương đồng cảm hay có ý định an ủi văn thù ngược lại cô còn công nhận những gì yến văn thù vừa nói quả thật các cô cậu ngu xuẩn hơn anh cả mình một chút yến văn thù nước mắt lưng tròng không biết phải đáp lại thế nào cô tuyết nghi đứng bật dậy nhìn xuống văn thù nói tiếp nhưng còn gen của mỗi người là khác nhau có những người sinh ra đã là thiên tài có những người thì bình thường thôi nhưng cô nên hiểu rằng sự ngu ngốc thì có thể cứu vãn được đây miễn cưỡng cũng được xem như là một lời an ủi chứ nhỉ cô tuyết nghi hạ mình Tiến gần đến khuôn mặt Yến Văn Thù lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương trên khuôn mặt của Văn Thù, tha nỗ lực làm cho mình tỏa sáng. Còn hơn là lao đầu vào tự chuốc lấy thất bại và làm vô số điều ngu xuẩn. Văn Thù sững người, không biết nói gì hơn. Sau khi lau nước mắt cho Tam tiểu thư họ Yến, Cố Tuyết Nghi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn thêm: "Tôi phải xuống lầu, hôm nay khách rất đông, hãy suy nghĩ kỹ rồi lại qua đây, để lại Yến Văn Thù một mình trong căn phòng." Tự suy ngẫm lại hành động và những điều mà Cố Tuyết Nghi vừa nói với mình, Cố Tuyết Nhi vừa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt thư ký Trần chắp tay sau lưng đứng đợi trước cửa. Có lẽ anh ta đã đứng đây từ lâu, nói chuyện xong rồi hả? Thư ký Trần hỏi cô, Cố Tuyết Nghi nền nã đáp, "Ừm, chắc phải phiền thư ký Trần một việc rồi." Trần Vu Cẩn thắc mắc một tiếng, "Hửm, mọi khi cô luôn tự thân làm mọi việc, nay lại có việc gì cần đến thư ký Trần giúp đỡ sao?" Cô Tuyết Nhi nhắm mắt, nhảy miệng cười, "Làm phiền thư ký Trần một chuyện, trong 3 tháng này cứ hế yến Vân thủ bốc vé máy bay đi nước ngoài là phải hủy bỏ hết." Trần Vu Cẩn thắc mắc không biết cô lại suy tính gì đây, Thái Thái tính đem nhốt cô ba ở trong nhà sao? Cố Tuyết Nghi quay sang giải thích, không phải nhốt ở trong nhà mà là giữ nó ở trong nước, tôi biết việc nhỏ như vậy, thư ký Trần sẽ dễ dàng hoàn thành mà. Trần Vu Cẩn dùng ánh mắt hình viên đạn, đề phòng nhìn Cố Tuyết Nghi, đó thực sự là những viên đạn bọc đường không hề có nội dung kỹ thuật mà, sau đó liền đồng ý với lời đề nghị của cô, "Được, nhất định tôi sẽ làm tốt chuyện này." Bên ngoài phòng khách, nơi đang diễn ra yến tiệc vẫn luôn vô cùng ồn ào, náo nhiệt, Cố Tuyết Nghi đẩy cửa phòng, bước vào với phong thái chủ bữa tiệc bộ đồ trắng của cô hôm nay thật đẹp diện trên người một cây toàn màu trắng khiến cô trở nên thật thuần khiết tựa như một đóa hoa trông cô thật kiêu xa lộng lẫy một vẻ đẹp cấm dục ai trông thấy cố tuyết nghi cũng phải chú ý tới nhìn một lần liền không thể rời mắt cố tuyết nghi tiến tới lấy một ly rượu vang trên tay người phục vụ một đám người trong yến tiệc thấy cô tiến tới liền nắm bắt thời cơ lại gần nịnh hót yến thái thái hôm nay cô rất đẹp yến thái thái yến thái thái liên tục là những lời khen đến từ những người xung quanh cô tuyết nghi nghe vậy liền mỉm cười giả vờ vui vẻ lắng nghe những lời khen có cánh vừa rồi nhưng thực chất trong lòng lại đang suy nghĩ yến văn thù đã tách khỏi yến ra quá lâu vẫn là nên giữ nó bên người dạy nó vài tháng rồi hãng nói tiếp nhưng mà không ngờ hôm nay lại nhận được tin tức có ích từ yến văn thù cô tuyết nghi đưa ly rượu lên nhấp môi chút rượu tiếp tục đánh giá yến văn thù nói gì thì nói lòng dạ tâm cơ của cô bé này rất nông cạn cô đánh mắt sang phía bên giang hai của giang tịnh giang việt hiện đang được vây quanh bởi một đống người có vẻ như đang trèo kéo anh ta vào dự án gì đó chăng lúc này giang việt cũng để ý đến cô cố tuyết nghi thấy vậy liền làm động tác nâng chén đồng thời khóe miệng kéo lên tạo nên một cảnh sắc nao động lòng người giang việt trông thấy cố tuyết nghi cười với mình khuôn mặt chợt nóng bừng hai gò má gã bây giờ đây đã đỏ ủng lên trông không hợp với giao diện giang hồ của gã chút nào đồng thời tim gã giờ đây vang lên từng nhịp thịch 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 phía cầu thang một tên vệ sĩ đang đứng nói chuyện với thư ký trần trần tổng vậy còn Vậy còn cô tưởng do cô ba Yến dẫn đến đây thì xử lý như thế nào đây? Thư ký Trần hỏi. Trong tay cô ta có thư mời không? Không có. Người vệ sĩ đáp lại. Bỗng nhiên gương mặt thư ký Trần lại trở nên thật gian xảo. Thậm chí còn có thể nhận ra tai và đuôi cáo đang mọc trên người anh ta. Chuyển cảnh tới tưởng mộng đang đứng giữa một đám người. Mặt cúi gằm, đương chịu sự dè biểu từ từ phía. Xì, con hồ ly tinh thật sự coi trọng mình quá rồi đấy. Yến thái thái là ánh trăng sáng. Còn cô ta chỉ là ánh sáng của hạt gạo. Đúng là tự dước nhục lấy mà. Thật là mắc cười chết đi được tưởng mộng nãy giờ đứng im không dám đáp trả lại câu nào bỗng nhiên nghe được ai đó nhắc đến mình này cô là hai tên vệ sĩ mời cô ra khỏi đây tưởng mộng bất ngờ không ngờ tới chuyện mình sẽ bị đuổi một cách nhục nhã như vậy chống chế đáp lại các người các người không thể đuổi tôi đi tôi là khách của cô ba yến mà cô ta thậm chí còn không biết xấu hổ mà lên giọng thách thức nếu các người cứ đuổi tôi đi tôi làm ầm lên thì mặt mũi của yến ra cũng khó coi lắm đấy không để cho cô ta kịp nói nhăng nói cuội thêm một phút hai tên vệ sĩ tác phong nhanh nhẹn một người bịt mù người còn lại xách cô lên hai người cùng kéo cô ta ra khỏi sảnh tiệc của yến gia tưởng mộng bây giờ mới hối hận tại sao nãy lại không tự mình rời đi luôn nghĩ đến tiêu đề của báo ngày mai phải làm sao đấy thể diện của mình phải làm sao bây giờ tưởng mộng ngu ngốc lần này lại tự rước họa vào thân nữa rồi kết thúc yến tiệc cô tuyết nghi bước vào phòng ngủ tháo đôi giày cao gót ra ngồi phịch xuống giường vù thật nhẹ nhõm trong lòng cô suy nghĩ bảo sao yên tĩnh đến vậy có lẽ lúc này yến vân gia đang ở đoàn làm phim nghĩ đến đây cô liền với chiếc lấy điện thoại đặt trên bàn gọi điện cho thư ký trần phía bên này trần vu cẩn đang cởi bỏ chiếc vest ngoài di động rung lên rừng rừng thư ký trần là giọng của cố tuyết nhi không hiểu sao đêm muộn rồi cố tuyết nhi còn gọi cho mình trần vu cẩn đáp thái thái cố tuyết nhi một tay gỡ tóc tay còn lại cầm điện thoại nói thư ký trần anh có số của đạo diễn lý không trần vu cẩn giờ mới biết lý do cô gọi lòng không ngừng than vãn Cô tuyết nhi cô thật sự coi tôi là công cụ người để sai bảo sao Nghĩ là thế nhưng thư ký Trần đây làm sao dám than một tiếng. Anh đáp, "Có, để tôi gửi qua." Cố Tuyết Nghi bên kia mệt mỏi, nằm phịch lên giường nhắm nghiền mắt. Đáp lại, "Tốt, đáng lẽ ra cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở đây." Ấy vậy lại chẳng ai thèm tắt máy, phía hai bên đều là một cỗ im lặng. Cố Tuyết Nghi lên tiếng, "Thư ký Trần." Trần Vu Cẩn bên này đang đứng mong chờ điều mà Cố Tuyết Nghi sắp nói với mình, cả căn phòng trở nên tĩnh mịch. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tim đập thịch thịch, tiếng thịch thịch của thư ký Trần có vẻ như lại có thêm một tên gia nhập vào dàn hậu cung của cố tuyết nghi nhà ta rồi cố tuyết nghi tiếp tục hôm nay vất vả rồi trần vu cần phía bên kia ngẩn người một lúc sau đó liền nhanh chóng nở một nụ cười đáp lại cô ngủ ngon sau khi chúc cô ngủ ngon thư ký trần vẫn chưa vội tắt máy anh đợi cố tuyết nghi cúp máy trước mình sau cuộc nói chuyện thư ký trần lặng thinh ngắm nhìn toàn cảnh thành phố ngoài ban công cởi bỏ chiếc kính của công việc xuống dù bỏ hình ảnh một người nghiêm túc hàng ngày thư ký trần bấy giờ mới lộ rõ đôi mắt tím ánh nhìn xa xăm môi mấp máy lời chúc ban nãy ngủ ngon như còn liên tiếc điều gì đó cô tuyết nhi sau khi nhận số điện thoại của đạo diễn lý từ trần vu cẩn liên soạn tin nhắn xin chào đạo diễn lý tôi là cố tuyết nhi vất vả cho anh đã chiếu cố cho yến văn gia nếu khi nào thằng bé có hành vi bất thường xin vui lòng cho tôi biết kịp thời lời lẽ của cô y như một bà mẹ trẻ gửi đứa con trai mình đi học vậy sau khi gửi đi đoạn tin nhắn cô liền bật dậy kéo khóa váy xuống rũ bỏ bộ đầm đuôi cá dài thuộc cùng chiếc khăn lông xuống sau đó cô bước đến phòng tắm gô rửa bản thân sau buổi yến tiệc mệt mỏi căn phòng trở nên im ắng chỉ còn tiếng nước chảy rào rào vang vọng bên ngoài sảnh dinh thự yến văn thù từ trên cầu thang liếc nhìn yến văn bách đang bước đến em về lúc nào vậy hôm nay văn bách đáp chị đi yến tiệc hả tiệc kết thúc lúc mấy giờ chín giờ rưỡi yến văn thù trả lời văn bách bất ngờ trưng ra vẻ mặt kỳ quặc sớm vậy sao văn thù quay đi bày tỏ sự đồng cảm với cậu tại tại cố tuyết nghi muốn ngủ sớm yến văn thù đần độn một lúc trố mắt, mồm há to, à, trông thấy biểu cảm kỳ quặc của Yến Văn Bách, Văn Thù nhanh nhanh chóng chóng rút điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc vừa rồi, hài lòng nói, tuyệt vời, cuối cùng cũng có ai đó có biểu hiện bối rối như tôi, cân bằng hơn nhiều rồi, Văn Thù còn nói thêm, giản Sương minh, giang việt, trần vu cẩn, bọn họ thế mà lại đều thông qua đề nghị của cố tuyết nghi, đúng 9 giờ rưỡi là tan tiệc, nghe xong, Yến Văn Bách đi, không thèm đáp lại những gì Văn Thù vừa nói, Yến Văn Thù thấy em trai không đáp lại. Lướt qua mình bèn kêu lên, nè em đi tìm cố tuyết nghi hả chuyển cảnh đến phòng ngủ cố tuyết nghi cô vừa tắm xong trên người khoác lên bộ đồ ngủ màu đỏ sẫm tóc còn chưa kịp ráo nước bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa cộc 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 cố tuyết nghi mở cửa không ai khác người đứng bên ngoài là yến văn bách thấy chị dâu mặc bộ đồ ngủ tóc còn chưa khô có lẽ là vừa tắm xong yến văn bách liền đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào cô cố tuyết nghi thấy văn bách nửa đêm còn gõ cửa phòng mình liền nói hửm chuyện gì vậy yến văn bách ho lên vài tiếng má ửng hồng. Quay đi, không có gì, Cố Tuyết Nhi không tin rằng không có chuyện gì mà người em trai chồng không mấy ưa gì mình. Mà nửa đêm nửa hôm lại tới gõ cửa phòng, cô liền đáp lại, lời lẽ còn có chút muốn đuổi người, thật không có gì không. Chị đang bận, nói rồi liền quay trở về bàn trang điểm, lấy máy sấy. Khò mái tóc còn đang ướt, căn phòng chỉ còn tiếng kêu phù phù của máy sấy. Yến Văn Bách chợt lên tiếng hỏi thăm về tình hình ngày hôm nay, bữa tiệc. Thuận lợi chứ, cô Tuyết Nhi dịu dàng đáp, rất thuận lợi, có chút hài lòng. Biết quan tâm người khác rồi hả, ưng ừ, có tiến bộ, điệu bộ của cô như đang khen một đứa trẻ vậy. Yến Văn Bách được chị khen, ngại ngùng đưa tay lên mũi gãi nhẹ, nào giờ chưa thấy ai khen mình vì mấy việc nhỏ này cả. Tiếng của Cố Tuyết Nghi từ trong phòng lại vọng ra, chờ chị chút. Chị đi lấy cái này đã. Sau đó Cố Tuyết Nghi bước đến, một tay để phía sau lưng, dáng vẻ như đang giấu thứ gì đó, chậm chậm bước tới cửa phòng, nơi Yến Văn Bách đang đứng. Văn Bách thấy dáng vẻ này quen quen, nhớ lại ngày chị dâu đến đón mình ở đồn cảnh sát mắt liếc tới cái tay đang đặt sau lưng chột dạ đừng đừng nói bà đi lấy cái thắt lưng đó chứ cô tuyết nhi nói với yến văn bách đưa tay ra nghe lời cô văn bách trầm chừa đưa một tay lên cô tuyết nhi thuận thế liền nhét một vật gì đó vào lòng bàn tay cậu nói thêm khen thưởng yến văn bách lặng thinh nhìn vật tròn xoe nằm trong lòng bàn tay mình trông vừa giống một đồng xu lại vừa giống một huy hiệu được chị dâu khen thưởng bất kể đây có là vật gì đi chăng nữa yến văn bách đều rất vui vẻ mắt long lanh trong mắt cố tuyết nhi Văn Bách bây giờ thực sự trông như một chú cuốn nhỏ, hai tay vảnh lên, đuôi quẫy tứ tung, trông có vẻ vô cùng hạnh phúc. Không ngờ một món quà nhỏ vô giá trị như vậy lại có thể khiến tứ thiếu gia nhà ta vui vẻ đến bất ngờ, có lẽ sống trong gia tộc lớn như vậy. Mọi người trong nhà đều vô cùng xa cách nhau, khiến cho Yến Văn Bách luôn cảm thấy thiếu thốn tình thương, nay lại được chị dâu quan tâm, hẳn là cậu ấm nhà ta vui vẻ không ngớt. Yến Văn Bách cầm phần thưởng lên, nhìn chằm chằm, mặt càng đỏ hơn, đây là lần đầu tiên em nhận được. Phần thưởng, chuyển cảnh đến phòng hóa trang của đoàn làm phim gián điệp nguyên văn gia bấy giờ đang ngồi nghỉ trong phòng một tay cầm ly nước tay còn lại đang lướt điện thoại lướt weibo không ngờ bữa yến tiệc hôm nay của yến gia lại đứng thứ ba hot search với tiêu đề tiệc tối silica một tài khoản có tên là tôi tên là một bé dễ thương viết dòng trạng thái bức ảnh tôi nhận được từ một người bạn là phóng viên cố tuyết nghi thật lộng lẫy khách mời ở hội trường cũng thật là lộng lẫy tôi đã vô cùng kinh ngạc sau khi xem bức ảnh ấy người tạo hình cho cô ấy là thay Rung. tôi phục thật đấy và tôi thậm chí còn cầu xin khách sạn trải thêm một tấm thảm đỏ dưới chân cô ấy nữa. Bạn có thể tưởng tượng về một đại mỹ nhân với đôi lông mày đẹp như tranh vẽ và khí chất cổ điển như hồ nước mùa thu, nhưng khí thế đến 10 phần 0. Kèm theo bên dưới trạng thái là hình ảnh Cố Tuyết Nghi trong bữa tiệc ngày hôm nay, khi thế nữ vương của cô đã chiếm trọn sự chú ý của tất cả mọi người, bài viết nhận được vô cùng nhiều lượt thu hút. Chủ nhân bài viết dường như đã sử dụng hết những từ hoa mỹ nhất để có thể lột tả được vẻ đẹp của Cố Tuyết Nghi hôm nay, trong ảnh trông đã lộng lẫy, khí chất như vậy có lẽ gặp ngoài đời còn rạng rỡ hơn 10 phần. Nguyên Văn Gia sau khi đọc xong bài viết, liền có phần không đồng tình, nhíu mày, lẩm bẩm, đại mỹ nhân là một đại mỹ nhân trang điểm dịu dàng. Khóe miệng còn biểu ra một nụ cười lễ phép, quay đầu lại suýt chút nữa là nhấn chết người ở trong nước, đúng là không nên nhìn người mà bắt hình dong, nhìn vậy mà không phải vậy nhỉ. Tiếp tục lại có một tài khoản khác tên là Phục Đại gặp tôi, như chuyện viết, ngạc nhiên chưa, Giang Nhị thế mà lại đến dự tiệc kìa. Sợ có bạn bè không hiểu, tôi sẽ nói sơ lại chút nha, người nắm quyền xứng đáng hiện tại của giang thị chính là anh giang việt mà mọi người hay gọi là giang nhị không dễ để đối phó với anh yến triều của yến thị nhưng yến ra tổ chức tiệc thì anh ấy đi anh ấy đi mọi người hạ chính yến thái thái đã đích thân ra đón người còn chụp ảnh là bằng chứng này để tôi nói thêm chút cho các bạn nghe nữa nha chuyện là em trai của giang nhị và yến tứ thiếu gia đánh nhau giang nhị muốn đến bữa tiệc để giải thích nhưng kết quả là lúc đi về mang theo một gói dâu tây lớn không biết mọi người nghĩ như thế nào chứ riêng tôi cảm thấy anh yến triều cũng có thể không cần trở về nữa CP này hút hơn, ăn ngon hơn, kèm theo bên dưới bài viết là hình ảnh Cố Tuyết Nghi và Giang Việt. Bầu không khí trông rất hài hòa, trong ảnh, Cố Tuyết Nghi cầm một quả dâu chín ngọt đưa lên cho Giang Việt, Giang Việt thì dùng ánh mắt đám đuối, nhìn chằm chằm lấy Cố Tuyết Nghi, ai nhìn vào cũng không khỏi nghĩ họ thực sự là một cặp đôi, chủ bài viết thực sự cũng quá đáng quá đi mà. Không đâu lại đội mũ xanh cho Yến Triều, Nguyên Văn gia đọc xong bài viết, liền cảm thấy không hài lòng, bĩu môi, hai bên lông mày nhăn lại, không nói gì, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng nói của ai đó báo cáo nguyên văn ra điềm tĩnh mắt nhắm nghiền nhấp thêm một ngụm nữa lặng lẽ nghe tiếp ở một nơi nào đó tại châu phi một người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú trong trang phục lính đặc trùng trên tay anh là chiếc khăn sát trùng đang lau vết thương của mình đột nhiên tiếng thông báo của điện thoại vang lên anh chỉ lặng lặng nhìn vào thông báo màn hình điện thoại thẻ ít 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 vừa chi tiêu 11 tệ tại cửa hàng kem trên đường kim lợi chủ nhân của chiếc điện thoại cau mày khó hiểu mà tự hỏi bản thân mua kem một bên khác khi điện thoại của anh vừa thông báo trừ tiền thì nhân viên cửa hàng kem cũng vừa đưa kem cho cố tuyết nghi cô ơi kem của cô đây cảm ơn nhân tiện đó cậu nhân viên cửa hàng còn thông báo cho cố tuyết nghi cô ơi điểm thẻ thành viên của cô có thể đổi thêm huy hiệu ngôi sao nữa cô có muốn đổi không cô chỉ hướng mắt nhìn mà đáp lại cậu nhân viên cứ tích lũy trước cái đã chờ biểu hiện của bọn nhỏ trong nhà cậu nhân viên cũng vui vẻ trả lời ha 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 không thành vấn đề vậy bọn trẻ trong nhà là ai đúng vậy chính là bọn nhóc cậu ấm cô chiêu của yến gia yến văn bách ngồi mân mê chiếc huy hiệu mà cố tuyết nghi đưa cho vào tối hôm qua vậy ra phần thưởng của câu lại là quà đổi điểm ở cửa hàng kem nếu cậu mà biết thì chắc sẽ khóc thét mất quay trở lại với cố tuyết nghi cô đang ngồi đọc sách với cốc nước lạnh trên tay thì đột nhiên tiếng reng 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 vang lên à thì ra là thư ký trần bước vào giọng điệu anh lịch sự nói với cố tuyết nghi xin lỗi đã để đợi lâu cô nhân viên thấy khách thì cung kính hỏi dạ anh uống gì ạ soda cà phê đá cảm ơn thư ký trần đáp lời cô nhân viên Cô Tuyết Nghi mở đầu câu chuyện, cô nói với thư ký Trần chúng ta hãy nói về bảo hâm. Đáp lại cô là gương mặt tươi cười của anh, nhưng cũng không kém phần thắc mắc cùng ngạc nhiên, tại sao phu nhân lại quan tâm đến điều này vậy? Đối mặt với câu hỏi của anh, cô Tuyết Nghi lấy Yến ra là tấm bảo hộ vững chắc nhất mà trả lời, tôi không muốn Yến thị bị phá sản, tôi không thể sống nghèo đói được. Khi nghe cô nói vậy, thì thư ký Trần cũng chỉ mỉm cười, vừa bưng tách cà phê lên vừa nói, phu nhân có thể yên tâm, Yến thị sẽ không đóng cửa chỉ vì một bảo hâm đâu. Cố Tuyết Nghi cười như không cười, mà đáp trả thư ký Trần một cách lạnh lùng, "Thư ký Trần từ trước đến nay, tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy trong mắt tôi." Vẫn là khuôn mặt tươi cười ấy thư ký Trần nói, "Cô có quyền hợp pháp để kiểm tra tài sản của Yến thị, chiều nay tôi sẽ đến bảo hâm giản tổng cũng sẽ đi, phu nhân có thể đi cùng tôi." Nghe đến đây Cố Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy hứng thú, "Kiểm tra? Yến thị sao? Nhắc mới nhớ sắp đến giờ ăn chưa rồi." Nói đến đây cô mỉm cười thắc mắc với thư ký Trần, "Nhà hàng của tòa nhà Yến thị có thực phẩm nào đáng giới thiệu không?" Đáp lại câu hỏi của cô, thư ký Trần nhiệt tình giới thiệu nhà hàng nổi tiếng với món cá quế chiên sủ. Nếu thích ăn cay cô cũng có thể thử những lát thịt heo luộc. Nếu cô thích ăn súp, cô có thể thử món phật nhảy tường. Các nhân viên thấy Cố Tuyết Nghi không khỏi ngạc nhiên, mà si sao to nhỏ. Trời ơi bà chủ, ê có coi hot search chưa? Đẹp quá. Không ngờ ngoài đời thực còn đẹp hơn. Như vậy, Trần Tổng tự mình làm người hướng dẫn luôn kìa có hơi quá phô trương đi. Bỏ qua những lời bàn tán của các nhân viên, Cố Tuyết Nghi hỏi có món ăn đặc sắc nào không loại thuận miệng mang theo ấy thư ký trần vui vẻ gật đầu mỉm cười trả lời cô có chứ mời phu nhân bên này ở một nơi khác chú út chú đến bảo hâm à đó là câu hỏi đầu tiên khi giản sương minh vừa nhấn nút nghe ở điện thoại trong lúc đang lái xe anh mặt không cảm xúc mà chỉ trả lời ứng với cho câu hỏi của cô cháu gái giản nhuế nghe vậy thì có chút ngạc nhiên mà thắc mắc con nhớ không lầm hình như nó là công ty con của yến thị mà chú muốn đến đó để hỗ trợ à trả lời câu hỏi của giản nhuế Giản Sương Minh chỉ đáp lại ngắn gọn rằng, anh chỉ tới đây chỉ để trả nợ ân tình. Khi vừa dứt lời thì cũng là lúc Giản Sương Minh đã đến nơi cần đến. Anh dừng xe vội nói với cháu gái chú tới rồi, cúp máy đây. Nói rồi anh cúp máy và bước xuống xe. Ngay trước lối vào của Bảo Hâm, Cố Tuyết Nghi cùng thư ký Trần đã đứng sẵn ở đó. Thư ký Trần lên tiếng giản tổng, như một sự chào đón đối với vị khách quý này. Cố Tuyết Nghi lịch sự chào hỏi vị giản tổng, đồng thời giới thiệu luôn sản phẩm của công ty với anh, chào buổi chiều ngài giản. Đây là đồ ăn vật đặc sản của Yến thị, Ngài Giản đã ăn thử chưa?" Giản Sương Minh nhận lấy cái túi giấy từ tay Cố Tuyết Nghi, cũng không quên cảm ơn và khen ngợi, "Cảm ơn Yến phu nhân, thứ này thật ra rất độc đáo, cảm ơn Yến phu nhân đã nghĩ đến." Thư ký Trần đứng một bên ngạc nhiên nghĩ thầm trong lòng, trước đây tôi không nhận ra rằng, cô ấy lại rất có tài trong lĩnh vực tặng quà, Giản tổng không thiếu tiền, không thiếu quyền thế, có món quà nào chưa từng nhìn thấy qua đâu, nhưng thứ nhỏ nhặt này có vẻ ẩn chứa tâm ý và không mang theo mục đích, như thể cô ấy luôn quan tâm đến đối phương. Ngừng lại dòng suy nghĩ của bản thân, thư ký Trần cung kính mời, "Giản tổng phu nhân chúng ta vào trong đi." Đột nhiên điện thoại của Cố Tuyết Nghi đổ chuông, "Xin lỗi tôi nghe điện thoại." Nói rồi cô ra ngoài và bắt máy, thì ra là đạo diễn Lý gọi đến. Anh ta lịch sự nói với Cố Tuyết Nghi với giọng điệu pha chút sự bối rối, "Cô Cố, à không, Yến phu nhân phải không ạ? À? Tôi là đạo diễn của đoàn phim gián điệp đây, vừa rồi chúng tôi phát hiện trợ lý của nhị thiếu gia đặt vé nhảy dù ở Bình Cốc trên mạng." Cố Tuyết Nghi nghe xong vẫn bình thản, mà hừm nhẹ một cái. Cố Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi lại, nhảy dù bình cốc. Giọng nói của đạo diễn Lý ở đầu dây bên kia tiếp tục vang lên, đúng vậy, sẽ nhảy từ độ sau 11.000 feet, tôi lo lắng. Chưa kịp để đạo diễn Lý nói hết câu, cô Tuyết Nghi đã ngắt lời, được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đoàn phim ngay trong hôm nay. Nói xong cô không chần chừ mà tắt máy luôn. Sau khi nghe điện thoại, Giản Sương Minh nhận thấy Cố Tuyết Nghi có vẻ lo lắng, anh liền tiến đến hỏi thăm. Yến Văn Gia lại mất tích à? Trần Tổng bên cạnh cũng lên tiếng an ủi cô, thái thái không cần để ý, cậu hai mất tích là chuyện thường cô tuyết nghi liền phản bác lại ngay lời nói của trần tổng không phải mất tích nó muốn đi bình cốc nhảy dù nghe thấy cái tên bình cốc trần tổng liền ngỡ ngàng mà đưa tay lên kính tháng trước có 5 tên du khách suýt nữa chết ở nơi đó giản sương minh nhận ra sự việc có chút không đơn giản anh nhân mặt lại rồi nói để tôi cho vệ sĩ đi bắt cậu ấy trở về khác với vẻ lo lắng ba nãy cô tuyết nghi lúc này lại phất lờ không quan tâm đến chuyện đó cho lắm cô quay người đi về phía lối ra vào của công ty không cần nếu vấn đề có thể giải quyết bằng cách đơn giản và thô bạo như vậy vậy chi bằng tôi vứt nó xuống bình cốc chết ngay tại chỗ cho rồi giản sương minh và trần tổng nghe được câu nói độc miệng đó của cố tuyết nghi cả hai đều có chút sợ hãi mà nghĩ thầm trước kia cô ấy đâu có vậy chuyển cảnh cố tuyết nhi đang cùng trần tổng và giản sương minh đứng trong thang máy cô vô cùng căng thẳng khi nghĩ đến người phụ trách bảo hâm mang họ bùi tên là bùi lệ hình chồng của cô ấy tên là yến huân hoa dựa theo vai vế mà xưng hô thì ổng là ông chú của yến triều thang máy bất chợt mở ra cô tuyết nghi vẫn không khỏi căng thẳng mà thở dài đáng tiếc nguyên chủ căn bản không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô ấy cũng không biết cô ấy là người như thế nào vừa ngước mặt lên nhìn đập vào mắt cô là bùi lệ hinh đã đứng sẵn ở đó cô ta niềm nở gọi tên trần tổng sau đó lập tức lướt qua cố tuyết nghi phía trước đi thẳng về phía của giản sương minh tay bắt mặt mừng mà nịnh hót còn đây đây không phải là anh giản sao tại sao anh giản lại ở đây thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này mà cố tuyết nghi liếc nhìn dường như trần tổng cũng hiểu được tâm trạng của cô mà cười nói chào bùi tổng là thái thái muốn đến đây nhìn một chút nghe vậy bùi lệ hinh liền quay đầu nhìn về phía của cố tuyết nhi với gương mặt vô cùng ngỡ ngàng cô ta mỉm cười trông thật giả chân hóa ra là thái thái muốn tới đây nhìn à sau đó lập tức chuyển sang mỉm mai cố tuyết nhi mà thái thái muốn tới đây nhìn cái gì nơi này không phải nơi sản xuất mỹ phẩm đồ trang sức hay quần áo phụ nữ nói đến đây cô ta liền đưa tay lên miệng mà cười lớn chỉ sợ không có gì để cho thái thái đi dạo rồi đám nhân viên nghe thấy vậy cũng hùa vào cười nhạo theo. mặc dù là vậy, nhưng cố tuyết nhi vẫn không chịu yếu thế. cô dằn giọng nói, đây là sản nghiệp yến gia phải không? sự khác lạ đột ngột này của cố tuyết nhi đã khiến cho bùi lệ hinh không khỏi bất ngờ. cô ta ấp úng trả lời, đương đương nhiên, đương nhiên là sản nghiệp của yến gia rồi. cố tuyết nhi tiếp tục tiến lên một bước, sát lại gần bùi lệ hinh, giao huấn cho cô ta nên biết trên biết dưới. vậy tôi là ai? khác với dáng vẻ cười nhạo cố tuyết nhi ban nãy, bùi lệ hinh hiện giờ lại sợ hãi cô đến mức toát cả mồ hôi hột. Thái thái của Yến Triều, không, Yến tổng. Vậy tôi có quyền đến nơi này để nhìn ngó không?" Cố Tuyết Nghi nhìn Bùi Lệ Hinh với ánh mắt sắc bén. Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng lời nói của Cố Tuyết Nghi đều hợp tình hợp lý, Bùi Lệ Hinh đành phải đáp lại có. Bùi Lệ Hinh liên tục trốn tránh ánh mắt của Cố Tuyết Nghi, nhận ra việc đó Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lên tai vuốt tóc, "Vậy thì tốt rồi, cho dù nơi này chế tạo vũ khí, mà một ngày nào đó nhớ tôi muốn đến xem thì tôi cứ đến thôi." Bùi Lệ Hinh ngắn chặt răng, ra vẻ đồng tình. Phải, cô nói phải. Cô Tuyết Nghi tiếp tục đòi xem sổ sách kế toán, việc này khiến cho trong thâm tâm của Bùi Lệ Hinh vô cùng khó chịu và khinh thường, cô ta đang suy nghĩ cái gì vậy, cái thứ phụ nữ rốt đặc cán mai. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng vì thân phận của mình thấp bé hơn, Bùi Lệ Hinh bên ngoài vẫn phải kính cẩn, tìm cách mà lẩn tránh không cho Cố Tuyết Nghi xem. "Xin lỗi, thái thái, sổ sách kế toán mà tự ý xuất trình cho cô, không chỉ chúng ta mà cô cũng phải ngồi tủ." "Vậy các người có gì cho tôi xem không, kế hoạch công trình?" Cố Tuyết Nghi đưa ra lời gợi ý, Bùi Lệ Hinh liền dưỡng cười, thật ngại quá, cái này cũng không được. Thấy vậy, cô Tuyết Nghi nhận ra ngay Bùi Lệ Hinh cố tình không cho mình xem, cô khoanh tay trước ngực, nghiêm trọng chỉ trích có phải cô cố ý nhắm vào tôi hay không, cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho. Hiện tại tôi muốn đến kho hàng, lập tức dẫn tôi đến nhìn xem. Bùi Lệ Hinh liền câm nín không thể phản bác lại, cô nghĩ thầm, lúc thì muốn nhìn cái này, lúc thì muốn nhìn cái kia. Bây giờ dùng giọng điệu như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì giữ thể diện thôi phải không được để tôi dẫn cô đi bùi lệ hinh đằng phải cam chịu làm theo trần tổng mỉm cười lên tiếng tôi cùng ngài giản tiên sinh ở bên này uống trà thái thái đi thong thả cô tuyết nghi đi đằng trước phía sau bùi lệ hinh tâm địa gian xảo nhìn theo bóng lưng của cô quả nhiên hai người này bị ép phải đi cùng cố tuyết nghi tới để lăn lộn bên đây xem ra cứ tùy tiện lừa gạt là được cô tuyết nghi chống tay đăm chiêu nghĩ rốt cuộc bảo hâm phiền toái đến mức nào đây trên hệ thống nọ người dùng nặc danh 33801. Ai biết bảo hâm kinh doanh cái gì không? Người dùng nặc danh 2294 trả lời, nó rất bí ẩn, tôi chỉ biết là họ đang thực hiện một dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn từ chính phủ. Cùng lúc đó, Bùi Lệ Hinh cười nói, thái thái nơi này chính là kho hàng, cô ta bỏ mặc cho Cố Tuyết Nghi đi vào kho hàng một mình, còn bản thân thì đứng ngoài nói vọng vô, vậy cô cứ từ từ mà xem, tôi sẽ ở đây chờ cô. Cố Tuyết Nghi dần tiến vào trong, cẩn thận tỉ mỉ quan sát từng thùng hàng trên kệ. Điều tra kỹ lưỡng đến từng ngóc ngách trong đây, thấy vậy, Bùi Lệ Hinh bên ngoài khoanh tay trước ngực, khinh thường nghĩ, Trần Vu Cẩn và Giản Sương Minh còn không thể hình thấy kho hàng này, nhưng Cố Tuyết Nghi lại có thể nhìn thấy, tuy nhiên cô ta sẽ không nhìn ra được vấn đề đâu, nên chẳng sở sẽ bị bại lộ bất cứ vấn đề gì. Hai tiếng đồng hồ sau, Bùi Lệ Hinh đang say sưa xem video trên điện thoại, "Cả nhà ơi, tôi đã gửi giá tới rồi." Chợt, giọng nói của Cố Tuyết Nghi vang lên từ phía sau, "Đi thôi." Cô ta hốt hoảng hỏi, "Xem xong rồi à?" "Ừm." nghe được câu trả lời của cố tuyết Nghi, bùi lệ hinh đắc chí chiếu theo cái cách quan sát hời hợt của cô ta chỉ sợ cô ta thậm chí còn không thể đọc rõ được các từ trên thùng đựng hàng nữa bởi vậy cô ta làm gì nhìn ra được cái dám gì tại văn phòng trần tổng và giản sương minh cùng những người khác đang uống trà cười nói vui vẻ với nhau đột nhiên cố tuyết Nghi gõ cửa bước vào thư ký trần đi thôi còn phải đến khánh hòa xem nữa nghe vậy trần tổng vội vàng đứng lên chỉnh đốn lại trang phục dạ thái thái Giản Sương Minh ngồi kế bên cũng đứng lên theo ngay sau đó, Cố Tuyết nghi liếc nhìn về phía Giản Sương Minh ra hiệu. Anh giản không đi chung à? Giản Sương Minh dường như cũng hiểu được điều gì đó, mau chóng nâng gọng kính lên, tỏ vẻ ngầu lòi nói: "Yến Triều không có ở đây, tôi phải thay anh ta che chở cho Yến phu nhân chứ, thế là cả ba người rời đi." Bùi Lệ Hinh thấy vậy cũng đi theo tiễn khách một đoạn, trước khi thang máy đi xuống, cô không quên tỏ ra hiếu khách: "Trần tổng, ngài giản, Yến thái thái lần sau gặp lại." Dưới lầu, Cố Tuyết nghi nhanh chóng tạm biệt Giản Sương Minh, sau đó lên xe cùng Trần Tổng, Trần Tổng đóng cửa xe, bắt đầu an ủi Cố Tuyết Nghi, lệ hình không phiền toái, nhưng con rùa già ẩn nấp phía sau mới là phiền toái, chuyện này mà không giải quyết được thì việc kinh doanh của Yến gia cũng không gặp vấn đề gì, anh ngoái đầu lại nhìn Cố Tuyết Nghi, mỉm cười. Thái thái cũng không cần lo lắng quá mức, nhìn kỹ lại, Trần Tổng mới nhận ra, cô Tuyết Nghi hoàn toàn không hề lo lắng, cũng chẳng mảy may đến những lời nói của anh từ nãy đến giờ, mà cô ấy đang bận bịu nghe điện thoại. Alo, đạo diễn Lý, tôi đang qua đây. Sau khi ngắt máy, Trần Tổng hỏi ngay, đến đoàn phim sao? Cố Tuyết Nghi chỉ lạnh lùng đáp, ừm, anh buột miệng thốt ra, để tôi đưa cô đi. Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng đáp, ừm được chứ, đó là điều hiển nhiên. Sau đó, cả hai im lặng một hồi, Trần Tổng chống tay lên cửa sổ suy ngẫm, ngay cả khi Cố Tuyết Nghi coi đó là điều hiển nhiên, cô ấy cũng dễ thương hơn nhiều so với Cố Tuyết Nghi của trước đây. Một lúc sau, tại Bình Cốc, thấy Cố Tuyết Nghi tới, đạo diễn Lý mừng rỡ chạy ra đón tiếp, yên Thái Thái, cuối cùng cô cũng đến rồi, cho nhảy dù bình cốc này thường là sẽ thực hiện vào ban ngày, nhưng vị thiếu gia này cứ nhất quyết nhảy vào ban đêm, còn nói bình cốc vào ban đêm sẽ đẹp hơn, Cố Tuyết nghi nghe vậy, chỉ lạnh lùng vuốt tóc, nhảy dù ở nơi nào đâu. Đạo diễn Lý vội vàng kêu một người ra, khẽ nói, đây là điểm nhảy dù của họ, cậu đưa Yến Thái Thái qua đó đi, người kia gượng cười, ngay trên ngọn đồi này, để tôi đưa cô qua đó, Cố Tuyết nghi không thay đổi sắc mặt, quả quyết nói, ý tôi nói, tôi cũng muốn nhảy nữa. Nghe vậy, Trần tổng ở kế bên lo lắng, lập tức ngăn cản. Cô điên rồi sao? anh nắm chặt lấy cổ tay của cố tuyết nghi cái này quá nguy hiểm cùng lúc đó yến văn gia đang thư thả ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời đột nhiên tiếng chuông điện thoại anh reo lên màn hình điện thoại hiện ra là báo thức lúc một giờ sáng nhảy dù thấy vậy yến văn gia liền trở nên phấn khích đứng dậy ngay quào wow, đến giờ rồi chuyển cảnh trên trực thăng yến văn gia thích thú hét lên oáo wow, anh đưa tay ra cảm nhận từng luồng gió thoang thoảng quả nhiên ban đêm bình cốc lại càng đẹp hơn mà yến văn gia liền nhanh chóng nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác nhảy xuống từ trên cao huấn luyện viên tôi đã sẵn sàng đột nhiên một bàn chân từ phía sau đạp thẳng vào khủy chân của yến văn gia khiến anh khuỵ người vô thức mở mắt ra khác với trạng thái lúc trước yến văn gia co rúm người lại sợ hãi cứ thế yến văn gia rơi xuống hết vọng lên cao quá tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng